Tập trước trong MAQ Việt Nam, top 20 thí sinh đã bước vào quy trình đào tạo các kỹ năng chuyên nghiệp đầu tiên và tham gia phần thử thách nhóm đầy khó khăn. Quỳnh Sinh Lê và Kha Nữ của đội huấn luyện viên Quỳnh Châu đã phải chính thức nói lời chia tay với giấc mơ chinh phục vương miện của mình. Hôm nay, các thí sinh ưu tú trong MIQ Việt Nam tiếp tục cuộc hành trình chạm tay đến danh hiệu cao quý. Và ngay bây giờ sẽ là thử thách chính trong ngày hôm nay của chúng ta. Độ khó của thử thách ngày một được nâng cao và chiến thắng sẽ không dành cho những sai lầm dù là nhỏ nhất. Hôm nay bạn chỉ bị overacting, đã lột xác các thí sinh của chúng tôi thành những con người diễn lố quá mức trên sàn. Game on. Chào top 18. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy các bạn vẫn rất là xinh đẹp. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần đào tạo của tôi. Tôi nghĩ rằng skill lần này sẽ là một skill vô cùng đặc biệt và vô cùng quan trọng. Các bạn có đoán được chúng ta sẽ làm gì không? Catwalk. Ok, đúng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đào tạo mang tên Catwalk. Kết thúc buổi học sẽ là một thử thách phụ. Các bạn nên nhớ rằng cuộc thi của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Hãy chiến đấu bằng một tinh thần là bất kỳ lúc nào chúng ta cũng thể bị loại. Và tôi chúc cho các bạn hoàn thành khóa học ngày hôm nay thật là xuất sắc. Đối với các bạn thí sinh năm nay thì thấy là cái nền của các bạn đã có sẵn, nhưng đâu đó các bạn chưa có được chuyên nghiệp và chưa có được nâng cao những cái kỹ thuật đó một cách chính xác. Vừa qua chúng ta đã thấy 6 bạn trình diễn đúng không? Nhưng mà chị thấy là chưa có thực sự là ấn tượng và thu hút được chị. Tất cả các bạn đều mắc những điểm như sau. Thứ nhất là các bạn đi trên một đường catwalk và các bạn đang không biết trình diễn như thế nào và thể hiện cái biểu cảm của mình nó chưa được đa dạng. Các bạn đi, các bạn chỉ có một biểu cảm vậy thôi. Nó trôi tuột không có gì động lại hết. Cái ánh mắt, cái nụ cười, cái thần thái của các bạn khi các bạn di chuyển, các bạn phải biết phân bổ ra một cái đường catwalk như thế này, nó dài 10 mét đi chẳng hạn, thì cái điểm pole đầu tiên các bạn sẽ phải làm gì, 3 mét tiếp theo các bạn phải làm gì, 4 mét tiếp theo các bạn làm gì, và đến cái điểm cuối các bạn sẽ làm gì. Trong đầu các bạn chưa có cái đường dây đó. Và cái thứ hai là trong catwalk nó còn có rất nhiều yếu tố, ví dụ hơi thở. Thì trong catwalk mình thở, hơi thở nhẹ cái miệng ra, cái thở miệng, cái mặt mình nó tươi ngay, nó sáng ngay. Mà khi mình bước đi, mình biết là inhale, exhale, là mình kiểm soát được cái cơ thể mình ở cái thời điểm hiện tại rồi ha. Đầu tiên khi mà em đứng trong cánh gà thì em phải chuẩn bị, em set up cái người. Cái người em phải luôn luôn sẵn sàng. Chứ đừng có đến để gọi xô cái là đi ra không biết làm gì hết. 1-2 phút đầu rất quan trọng. Trước tiên em phải bẻ được cái trục của em thẳng. Bây giờ giơ cái tay lên cho chị. Giơ tay lên, gấp tay xuống này. Đó. Đan cái tay chéo lại. Rồi, đúng rồi, bẻ ra. Tựa cái đầu của mình vừa thôi, vừa phải thôi, làm sao cho nó thẳng, đó. Đẩy cái trục ngang của mình lên em. Rồi, bước đi. Đẩy cằm lên em, đẩy cằm lên, đẩy cằm lên.
Đúng rồi. Khi mình đi, mình kiểm soát cái phần hông lại. Mình đánh làm sao cho hai bên nó đều nhau. Cái chân mình nó chắc. Cái ngón tay của em cũng vậy này, tay này. Khép lại cái phần này em. Khép lại, đúng rồi. Có banh nó ra, khép lại. Để giấu nó đằng sau này. Đúng không? Đi cho nó elegant. Không banh ra vậy. Không banh tay ra nha. Khép lại. Rồi, bạn này đang bị nhược điểm này. Cái xu hướng người của mình khi đi catwalk, nó là đi thẳng về trước. Có nhiều bạn bị sai lầm trong catwalk là đi cứ đánh cái hông qua bên này này. No, it's weird. Khi em bật, em đẩy được hết chân trụ lên thì tất cả cái hông của em nó sẽ bật hết ra. Rồi thẳng cái chân, thẳng chân, thẳng chân. Đúng rồi. À, ui. Bây giờ nha, em đi á, cái người em nó rất là mỏng và rất là cao. Mà em đi, nó không có ẹo, đi bình thường tự nhiên. Cái người mình nó mỏng, không có thể mình đẩy qua đẩy lại nó mất thăng bằng, hiểu không? Em đi vừa phải thôi, đừng có cố gắng ẹo qua bên phải, ẹo qua bên trái quá ha. Rồi đi lại chỉ chỉnh như này. Đó, đến đó thôi, đừng có ẹo sang nữa, ngã. Đúng rồi. Ừ. Đó, bước vừa vừa thôi, đúng rồi. Nhìn thẳng. Cái phần tay của mình á, khi mình đi catwalk á, mình chỉ đánh từ đây này. Từ đây đến đây thôi này. Cái trên này mình giữ lại, bẻ cái vai ra cho chị. Có nhiều bạn đi, cái khoảng cách nó dài quá, cả 100m vậy đó, chị tưởng tượng như vậy đó. Mình chỉ làm nó trong cái khoảng ngắn này thôi. Đúng rồi. Trong khoảng 20cm, 30cm thôi ha. Tay mình thả lỏng xuống. Ờ, đúng rồi đó. Đẹp hơn rồi đó. Tốt. Thẳng người lên, em đừng ngửa người ra quá. Nhìn nó bị không có tự nhiên. Em là phải tập nhiều nha. Chứ có bị đi catwalk đúng không? Người em bị lắc quá. Giữ lại phần người trên này, bé. Giữ lại phần người trên. Bây giờ đi phần hông thôi. Rồi, từ từ. Chưa đổ được chân trụ nha. Chân đang yếu lắm. Chống tay lên em. Chống tay lên. Hóp bụng lại cho chị nè. Nhấc cót lên em. Nhấc cót nữa lên. Không đi được catwalk là không có khi được đâu nha. Đi yếu lắm. Để cầm lên em. Hít thở, thả lỏng miệng xuống. Thả lỏng miệng xuống. Go. Không, không có bóc sang hai bên em. Không, về về trước. Đúng rồi. Cái tay này, cái tay đánh kỳ này, thả lỏng nó ra thôi. Không cần phải đánh cái tay em. Thả lỏng tay xuống. Nó sẽ tự đi theo cái cơ thể của mình. Khi mình bước lên, cái tay mình nó tự di chuyển. Không cần phải đánh tay. Mi, khi bước lên cố gắng khép cái đầu gối lại cho chị. Phải bước lên. Chậm thôi nè. Khép cái đầu gối lại. Không có bọc cái đầu gối qua bên này. Đúng rồi. Không có bọc đầu gối qua. Em không có đánh một cái vòng qua bên này. Bước thẳng cái đầu gối lên, khép cái đầu gối lại. Đó. Nè, nhìn chị này. Nhìn chị Thị Phạm này. Nhìn. Khép đầu gối lại này. Nè, hai đầu gối này, khép lại. Ừ, tạo dáng. Rồi, không biết gì luôn à. Xoay vai, đúng rồi. Nè, xoay phải giữ cái mặt lại. Xoay mất cái mặt đi, ai mà nhìn mình nữa. Camera đây này, xoay giữ mặt lại. Đúng rồi, go. Rồi, khép đầu gối lại cho chị này. Bước chân xéo này. Đúng rồi, cái mũi chân mình này. Check ra này. Trình diễn xoay bikini này kia. Tưởng tượng đi, go. Từng bạn một đi. Đó, đi sang Lào rồi. Đi tạo dáng đàng hoàng cho chị, cái mặt phải diễn. Xoay mình đơ quá, cái nhìn nó kỳ. Rồi tôi đang quay hình, nó mà cái nét xéo sắc của tôi nó bắt đầu lên hình rồi thế này. Rồi đi ra cứng quá em ơi. Người ta xem em từ cái chỗ đó rồi, đi ra đi. Đầu thẳng lên nè. Bước chân dài ra đi em. Không có đẹp, để cái gót chân lên em, gót chân phụ lên. Đúng rồi, người so về đằng sau một xíu. Trụ hết về đây này bé, gót chân nhấc lên nha chị. Chị đang cần em trụ ra chân sau, không trụ ra chân trước. Em phải bẻ được cái đường cong của em đây. Cái này hất lên, đó. Nó phải ra được cái S-line. Còn nếu em đứng như vậy cũng được. Nhưng mà phải như thế này. Đó, cái vai này. Rồi, tay lên đây. Đúng rồi. Rồi đi ra xoay đi ra này. Khi xoay đi ra này, đứng vô luôn. Lên luôn ha. Nó phải có cái nhịp điệu của nó. Làm lại. Đếm bước chân này. Ra đó là mấy bước? 4. 4 bước chân nào, bước trước chân nào, bước sau là phải biết nha. Go. 5 bước rồi. Cố ráng luôn, đúng rồi. Nhưng mà rồi sao nữa chị? Ý là chưa chị đằng sau đúng không? Đi đúng không? Xong bây giờ mình phải đổi chân trụ. Hát qua đây.
Rồi mình đi luôn. Hát qua, hát chân trụ qua. Đúng rồi. Đi luôn, bước chân phụ đi luôn. Go. Dài chân ra, dài chân ra, mặt này, đơ từ đầu đến cuối luôn. Mặt phải phân bổ ra, diễn được đúng đoạn đó à, còn đã sao mất tích luôn rồi. Rồi, lên đây, làm một cái dáng ngóc. Xa xỉ thôi, nó đừng có bị điệu quá đó. Mình chỗ đó mình đã điệu rồi. Điệu nhiều quá, nhiều chỗ quá, nó không có đẹp. Rồi, go, lên đi. Chắc cho chị, dáng chắc. Ok. Tốt, nice. Vừa rồi chúng ta đã đến phần đào tạo với catwalk ở các địa hình bằng phẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đào tạo của catwalk cầu thang. Chị nghĩ rằng là catwalk cầu thang là một cái thử thách rất là khó cho những bạn mà có thể là mới, hoặc là cũng có rất là nhiều người lâu năm trong nghề nhưng mà khi gặp cầu thang rất là sợ. Bởi vì thực ra là mình chưa có biết cái kỹ thuật đi thôi. Nếu mà mình biết kỹ thuật đi rồi thì các bạn về tập luyện, chị nghĩ là một thời gian sau có thể các bạn sẽ đi đẹp hơn chị đấy. Chị xin mời các bạn sẽ thực hành trên catwalk cầu thang nhé. Phần test thử này thì chị thấy là hầu như tất cả các bạn đều chưa biết cái kỹ thuật đi cầu thang làm sao cho nó chắc mà mình tự tin khi mình bước xuống cầu thang á. Bây giờ chị sẽ làm mẫu nha, các bạn chú ý nha. Thực ra kỹ thuật cầu thang nó rất là đơn giản. Vì sao chị đi xuống mà chị không có phần phải nhìn? Thứ nhất, khi bước lên cầu thang, chúng ta phải đếm tới bậc cầu thang. Ở đây có mấy bậc? 2, 3, 4, 5. Ở đây có 5 bậc rồi đúng không? Thì nhớ trong đầu là 5 bậc đúng không? Thì khi chúng ta bước xuống này, cố gắng. Các bạn đang đi là các bạn đang bị đi xéo qua bên này. Và cái chân của các bạn bị hở ra đúng không? Nhưng khi chị đi, chị bước thẳng xuống luôn. Chị không cần xéo. Xéo cũng được, nếu xéo đúng không? Thì này, bước này thì cái đầu gối đấy, sự khác biệt đâu, khác biệt đâu? Em nghĩ là sự khác biệt là khi bước xuống thì đầu gối chị vẫn giữ thẳng và chỉ có cái phần từ đầu gối trở xuống cái chân chị nó mới là di chuyển đúng không? Dạ vâng. Có hai điểm khác biệt ở đây. Khi các bạn bước xuống á, nhiều bạn bị cái lỗi như thế này này, bạn bước xuống đúng không, là cái cả hai cái chân bạn cong là không đúng. Khi bạn bước xuống, cái chân này của bạn phải thẳng, cái chân này của bạn phải trụ ở đây, hai cái đầu gối của bạn khép lại để tạo cái điểm tựa thẳng bước này đó, thấy chưa, thấy không? Cái chân này cũng là chân trụ mà chân này cũng là chân trụ, không có tách ra, mắt thăng bằng, khép vô bước này. 15 bậc cũng đi như vậy mà 5 bậc cũng đi như vậy. Ok, thử nha. Thực ra nó đơn giản lắm nhưng mà mình phải biết cái kỹ thuật ha. Mà kỹ thuật thì 10 năm chị mới học ra được. Khi em bước lên đúng không? Em phải giật được cái người lên này. Đó, không có cong chân ha. Bước lên giật người thẳng lên. Để bước thứ hai lên giật người thẳng lên. Khi mà mình đi những cái bộ dạ hội mà nó lút chân á, mình trùng xuống là mình đập vào váy ngay ha. Đúng rồi, xoay lại này. Rồi bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi từ từ nha. Mình đi đến đây đúng không? Cái này khoảng cách xa quá. Mình đi sát vào đây. Mình tạo dáng sát vào. Sát vào cái mép. Đúng rồi. Rồi. Về bước xuống không bị hụt. Rồi. Khép đầu gối lại em. Khép đầu gối lại. Đổ người về trước. Đúng rồi. Rồi. Tiếp tục. Bây giờ đi thẳng cho chị xem nào. Đi thẳng xuống. Không cần đi xéo. Đi thẳng xuống. Chậm thôi. Đúng rồi. Khép lại. Đúng rồi. Tốt. Ok, bước thẳng xuống cho chị, khép đầu gối lại. Đi lại này, đi mượt xuống luôn, không có dừng. Năm ngoái học rồi mà. Đi mượt xuống. Vậy là chúng ta đã kết thúc phần đào tạo cho catwalk cầu thang. Hy vọng là các bạn
có một chút thời gian ngắn ngủi trước khi mà bước vào phần thi phụ của mình thì hãy bình tĩnh lại, nhớ lại những kỹ thuật để có thể áp dụng cho phần thi phụ nhé. Và sau đây chúng ta sẽ gặp lại ban giám khảo Song Hà sẽ giao đề bài cho chúng ta trong lần này. Xin cảm ơn Hoàng Thùy và chúc mừng các bạn đã hoàn thành khóa tập luyện catwalk. Và bây giờ thử thách phụ của các bạn sẽ là catwalk trên cầu thang cùng với lụa chi phong. Các bạn hãy áp dụng toàn bộ những kỹ thuật mà chuyên gia đào tạo Hoàng Thùy đã chia sẻ với các bạn. Các bạn hãy nhớ rằng chúng ta sẽ phải vận dụng hết toàn bộ những điều mà chúng ta có, chúng ta học được để chúng ta giành được lợi thế cho phần thi chính thức ngày hôm nay. Và đây là tấm lụa mà các bạn sẽ tương tác cùng để tham gia phần thử thách lần này. Chúc các bạn thành công. Xin mời thí sinh đầu tiên, Trần Huy Hoàng. Số 10, Nguyễn Đan Tiên. Xin mời thí sinh số 11, Nguyễn Trang Nhung. Mời thí sinh số 12, Lê Kỳ Hân. Xin mời thí sinh số 13, Xin Sa Phạm. Giờ chị nói nè, yếu lắm. Yếu là ở đây là yếu cái gì? Là cái năng lượng á. Các bạn có thể ra ngoài kia các bạn giỡn hớt, vui vẻ, nhiều năng lượng. Không ai quan tâm. Người ta quan tâm là từ đó đến đó, từ cái đỉnh cầu thang đó đến đây thôi. Năng lượng của các bạn bỏ lên đây này. Có nhiều bạn rất là tốt, nhưng mà đi lên trên này làm rất là ghê. Đi rất là yếu, đi không có năng lượng. Phải tập trung vào những cái gì mà mình cần thiết, mình bỏ năng lượng ở đâu. Thì chị dạy những cái kiến thức mà chị ngồi ở dưới là chị thấy chưa có ai dạy như vậy luôn á. Tức là những cái kỹ thuật của chị Thùy á, nó quá là hay nhưng mà chị thấy là hầu như là các bạn không có áp dụng được.
thì chị đã nói hết là những cái key rất là quan trọng. Và khi mà đi xuống dưới là cái chị thấy là hầu như là bọn em bị hụt chân và bọn em bị thiếu cái lực, là vì bọn em không đứng sát vào cái mép của cái bậc trên cùng. Theo chị được thấy thì sau cái phần trình diễn này thì cũng có rất là nhiều bạn đi rất là tốt. Các bạn thay đổi hoàn toàn sau mà cái lúc mà mình tập thử, đúng không? Có nhiều bạn đã biết dũng cảm đi thẳng xuống và không cần phải đi xéo hoặc là nhìn xuống. Chị thấy rất là thích. Nhưng mà cũng có nhiều bạn thì khi mà bước lên cầu thang nó cao quá, sợ quên hết luôn. Không có nhớ là mình phải khép đầu gối, không có nhớ là người mình phải thẳng. Cái đoạn đi đường của mình rất là ngắn nhưng mà mình không thể hiện được. Mình học 2-3 tiếng, nhưng đến lúc mình thi chỉ có 1-2 phút thôi mà mình lại không làm tốt được. Nếu mà các em không luyện tập vào thử thách chính, team thua, mình sẽ bị rơi vào vòng nguy hiểm. Cơ hội của mình vụt mất trong tích tắc rất là nhanh. Nhược điểm đã chỉ ra rồi, nhưng các bạn phải tập trung, lắng nghe và biết áp dụng. Vì sao người khác đi được mà mình không đi được, phải tự đặt ra câu hỏi cho mình. Ok, chị xin phép được nhận xét là với bạn Trần Huy Hoàng, chị rất là bất ngờ. Bạn đi đầu tiên, bạn đi rất là tốt. Và chị nghĩ là em nên phát huy tiếp. Nicky Song Phúc và Diệu Thảo thì hai bạn đang đi xem nhau, bị lúng túng trước cái việc các em đi xuống và đi lên. Chúng ta chưa áp dụng được cái kỹ thuật. Tiếp theo là bạn Trần Quân, rõ ràng có sáng tạo nha. Em sáng tạo không tới chị. Đội cái khăn lên đầu nhìn thì phải động viên tinh thần em, nó chê quá thì sao? Nhìn nó bị kỳ không, em phải chê bây giờ để vào thử thách chính, các bạn làm tốt chị. Đội lên đầu hơi kỳ nha. Bạn Nguyễn Vũ Hoàng anh được, nhưng mà cố gắng thêm nữa. Chị muốn rực rỡ hơn nữa. Bạn Nguyễn Đăng Tiên, tốt so với những cái lúc mà chị nhìn thấy em. Rồi tiếp theo bạn là Trang Nhung. Bạn Trang Nhung ok, bạn làm rất tốt. Bạn Trang Nhung cũng là một bạn đáng khen. Bạn Lê Kỳ Hân cũng là một trong những bạn mà chị thấy là kết quả của em yếu. Bạn Nguyễn An Nhi thì với chị là bạn Nguyễn An Nhi được điểm giỏi rồi. Để nhận xét từng bạn một, không phải để cho các em nhụt chí, mà để các em biết, để cho các em cố gắng hết sức. Ở đây thì chúng ta đã cố gắng được 90%, 80% rồi, nhưng mà vào trong phần thi chính chúng ta phải là 200% cố gắng. Mình thắng được người khác hay không là mình học nhanh và mình áp dụng nhanh. Bởi vì ai cũng có cơ hội ngang nhau mà, chị dạy thì đâu có giấu ai đâu, đúng không? Chị dạy thì mở hết mà. Sau khi mà chị hội ý với huấn luyện viên Hoàng Thùy, đây là kết quả của phần thi phụ ngày hôm nay. Chị chúc mừng. Số 11, Nguyễn Trang Nhung. Chúc mừng bạn. Và tất nhiên rồi, thí sinh chiến thắng sẽ mang về những quyền lợi hết sức đặc biệt cho team của mình. Và tập hôm nay chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi. Chúng ta còn một cái phần rất là dài của thử thách chính. Thì chị mong muốn là các bạn sẽ cố gắng áp dụng được những kỹ thuật để có thể làm tốt nhất phần thi của mình. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người may mắn. Xin chào các huấn luyện viên. Sáng nay tôi vừa mới kết thúc lớp đào tạo cùng với cả chuyên gia đào tạo Hoàng Thùy. Và không biết là ai là thí sinh đã chiến thắng trong thử thách Masterclass sáng nay ạ? Và xin chúc mừng thí sinh Trang Nhung. Và chúc mừng team của Quỳnh Hoa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới với thử thách Catwalk. Những bước đi sẽ được diễn ra trong Purple Universe, một sân khấu với toàn màu tím. Các bạn sẽ bước trên những bậc thang rất là cao. Team chiến thắng ngày hôm nay, toàn bộ team của các bạn sẽ xuất hiện trong sự kiện khai trương của thương hiệu Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam và sẽ nhận được cát xê tương đương với những ngôi sao. Cho nên là những bước đi ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Đây là bước đi của những vì tinh tú trên vũ trụ màu tím tuyệt đẹp của Miss International Queen Việt Nam năm 2023. Tuy nhiên, các bạn sẽ không thi riêng từng phần mà các bạn sẽ phải nối nó thành một show diễn thời trang liền mạch, đồng nghĩa với việc khi mà các bạn có thứ tự xuất hiện thì tất cả các bạn phải bắt được nhịp của team trước và biến nó thành một show diễn thời trang vừa có dấu ấn cá nhân của huấn luyện viên nhưng nó vừa phải đảm bảo được cái tính liền mạch của một show diễn thời trang thông thường. Đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi các huấn luyện viên vẫn phải tập trung vào team riêng của mình và tập trung vào cái line chung của toàn bộ chương trình. Và Trang Nhung, em là thí sinh chiến thắng. Em có đặc quyền đầu tiên. Em muốn trở thành first face hay vedette của show diễn ngày hôm nay? Dạ em muốn trở thành vedette của show diễn ngày hôm nay ạ. Nếu như em muốn trở thành vedette của show diễn ngày hôm nay thì team của huấn luyện viên Quỳnh Hoa sẽ là team xuất hiện cuối cùng trong show diễn này. Và ngay bây giờ hãy cho chúng tôi biết rằng thứ tự xuất hiện của các team là như thế nào.
Em đã có dự tính qua thì team em xuất hiện cuối cùng. Team thứ 3 sẽ xuất hiện, đó chính là team của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Và team số 2 sẽ là team của huấn luyện viên Mai Ngô. Và team xuất hiện first phase sẽ là team của huấn luyện viên Thủy Tiên. Thì Trang Nhung đã là vedette của show. Và Thủy Tiên, hãy cho chúng tôi biết ai sẽ là first phase của chương trình ngày hôm nay. First phase của ngày hôm nay sẽ là Tường Sang. Mỗi huấn luyện viên, các bạn sẽ có 30 phút để rehearsal với team của mình. Và hãy nhớ rằng mắt xích để kết nối với team của đội khác cũng rất quan trọng. Trước khi mà bước vào thử thách chính ngày hôm nay thì vẫn là lưu ý của thử thách trước. Tôi rất là hy vọng và tất cả các huấn luyện viên sẽ truyền được năng lượng cho các thí sinh của mình, sẽ cùng các thí sinh của mình để có thể vượt qua thử thách một cách xuất sắc nhất. Như Giang đã nói thì đây là Purple Universe và hãy cho chúng tôi thấy những bước đi của những ngôi sao. Bây giờ là 30 phút cho mỗi team của huấn luyện viên. Chúc các bạn thành công. Các huấn luyện viên sau khi nhận đề bài của thử thách chính sẽ có 30 phút để tập luyện cùng các thành viên trong đội của mình. Ở đây, huấn luyện viên sẽ được thể hiện những kỹ năng chuyên môn đào tạo và khả năng bày binh bố trận cũng như chiến lược của mình với các team còn lại. Cái người mở màn là cái người phải bùng cháy nhất. Thế nên bây giờ Bolo hay tất cả mọi người sẽ biểu quyết ai sẽ là người mở màn. Bây giờ cho mọi người sẽ đi được một lần ở trên sân khấu này, làm quen sân khấu. Và trong đó Hoa nhìn, Hoa cảm thấy ai đang đi đúng vai hoặc là đang đi tốt như thế nào thì Hoa sẽ có cái lựa chọn của mình. Ok, bây giờ mình thử như thế nhá. Lên nhanh luôn, tại vì đây chỉ là đi thử thôi. Lên nhanh luôn, đây chỉ là đi thử thôi. Ở trường nghe. Bolo không nhìn xuống đất, không nhìn xuống đất. Đi nhẹ lại, đi từ từ. Đây là một cái thử thách rất là dễ với bản thân mình. Nhưng với các bạn thí sinh thì Hoa nghĩ rằng là đây là một cái thử thách khá là khó. Cái bậc thang khá là cao hay là những cái bàn xoay cũng là một cái thử thách để cho các bạn được thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Bolo, cái này không thể xoay được đâu. Chỉ có tạo dáng một dáng như này. Được rồi, đi lên. Tay. Nếu mà để hẳn ra ngoài xíu. Team của Hoa là các bạn có thế mạnh về cách bước, nhưng mà cũng có một hai bạn chưa được sải bước trên sàn runway bao giờ. Bước ngang Tiên ơi, Tiên bước như vậy là Tiên sẽ bị ngã liền. Tiên không được cúi đầu xuống, chỉ nhìn mắt thôi. Nhẹ lại, em chống tay đi. Nên là khi mà chúng ta ráp lại với nhau thì cũng có gặp nhiều cái bất lợi. Bước ngang, bước dọc rồi, bước ngang lại. Vậy đúng không? Vậy đúng. Bước ngang cơ mà, bước ngang này. Đây này, Hoa sẽ chỉ rồi. Đứng xa này, bước ngang nha, bước trên này trước này xuống này. Vẫn nhìn thẳng. Bước thể bước từ từ thôi. Ok, bước ngang, đó. Thì sẽ đi rất dễ hơn. Hoa chưa bao giờ nghĩ mình là đàn chị hay là một cái người mà thầy giáo của các bạn. Hoa chỉ là người mà chia sẻ lại, chỉnh lại cho các bạn để các bạn càng ngày càng phát triển trên chính giá trị của bản thân các bạn. Chống tay lên. Cái gì ơi, cái gì đang chú tâm vào quá bước đi và mặt của cái gì mất hết thần thái rồi. Mọi người tất cả nhìn Hoa đi xuống nha. Trong đầu ấy lúc nào phải định hình là bao nhiêu bước. Nếu mà ai muốn nhìn xuống bậc thang để định hình, chỉ ánh mắt xong lại nhìn lên và bước. Bước phải để bước từ từ. Ở đây cảm thấy run quá, bôi được một giá nữa. Nhưng mắt luôn luôn phải eye contact với ban giám khảo, không được nhìn sang hai bên. Ở đây xong rồi mọi người định hình xong rồi, đi xuống tiếp. Lên đây bôi một dáng, sau đó hãy đi lên tiếp đây đúng không? Cái này sẽ xoay, và mọi người phải định hình ở trên này trước. Đừng bước lên liền chắc chắn sẽ ngã. Cái này sẽ xoay theo chiều kim đồng hồ. Bước ngược lại là thì nó quay theo chiều kim đồng hồ là mình phải bước bên trái liền. Đúng rồi, bước sâu vào trong nha. Vừa nãy chị thấy rất nhiều người bước ở ngoài như này. Bước ngoài như chắc chắn sẽ bị chơi với, tại vì giày của mọi người giày quát nhọn. Bước lên đây ấy, là chúng ta tạo dáng liền. Nếu mà nó đang xoay đến đây thì mặt mọi người vẫn phải để đây. Và nó xoay ngược ra đến đây là quay sang đây liền. Để nó quay lại đây và nhìn ban giám khảo. Không bao giờ được quay lưng và mong ra ban giám khảo. Lúc nào mặt cũng sẽ ai còn tắt vào đây. Xin chào, sẽ diễn bước phây. Volo sẽ là diễn vedette. Ok, bây giờ chúng ta tập tuyến luôn. Là một người mẫu lâu năm trong nghề, việc mà chia sẻ giúp các bạn có một cái tuyến đi hoàn chỉnh, những tuyến đi độc lạ khá dễ với bản thân Hoa. Khi mà cái đội cuối cùng, đội thứ ba vừa đi vào, bạn cuối cùng đi ra là Sisa sẽ bước lên đầu tiên và đi xuống đấy, xong đến Tiên sẽ đi xuống đấy. Và Casey sẽ đi tiếp theo, Casey sẽ người đi thứ ba và bước sang bên này. Hân sẽ là người đi thứ tư, bước sang bên này. Và Bolo sẽ là người đi cuối cùng và Bolo sẽ tạo dáng ở đó. Khi mà mọi người đủ dáng rồi, Sisa sẽ là người đi đầu tiên. Hôm nay mình sẽ với tiêu chí đó là Beauty Queen, xử lý kỹ năng và tự tin. Quan trọng là có một cái màn trình diễn thật là mượt để thuyết phục khán giả và ban giám khảo. Ok không? Thứ tự sẽ là Mỉm Trần, sẽ là mở màn. Thứ hai đó là Kim Kim. Thứ ba sẽ là
Dự Thảo, thứ tư là Nikki và em sẽ là vedette của chị. Ok, Mai muốn khi mà đi cầu thang, thứ nhất không bao giờ nhìn xuống để thể hiện sự sợ hãi của mình. Thứ hai, đi xuống cầu thang chúng ta cần phải khép lại cái điểm đùi của mình, hai đầu gối dính lại với nhau, xuống, cười, nhìn. Tôi đang rất sợ, tôi chưa có đi cái này nhưng mà tôi phải ok năng lượng của mình. Mình đã đi cái thử thách này rồi, nhưng mà thay vì bậc thang đi xuống từng bậc thì mình là một cái dốc. Và mình cũng xui giống các bạn vậy đó, mang những cái đôi giày mũi nhọn và nó trút. Và thật sự ra là thử thách đó Mai làm không tốt. Tới đây kiểm soát, xoay and bước tiếp. Đâu có gì đâu khó. Tới đây lúc nào nó cũng xoay hết. Bước lên thì cái là sẽ lạn chạng liền. Nên chúng ta cần phải kiểm soát được cái cân nặng của mình. Bước lên nhẹ nhàng, đi vào điểm giữa và pause. Ở đây rất là khó để giữ thăng bằng, mọi người nên nhớ nha. Chúng ta cần những cái dáng beauty queen, duyên dáng, tự tin, không bao giờ sợ hãi trên cái vòng xoay cực kỳ sợ hãi này. Mình đã từng fail cái thử thách này nên mình có cái kinh nghiệm để mình rút ra, thì mình đã nốt ra được những cái điều mà để mà mình tránh né, để mình không phải thất bại với cái thử thách này nữa. Một vòng, hai vòng, ba vòng, quay về, là người thứ hai bước lên. Và khi mọi người ở đây, bạn này sẽ quẹo ở đây và đi lên như thế này, thì bạn kia đã đi xuống rồi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, mọi người thử nha. Không nhìn xuống, beauty queen đâu. Dừng dáng thứ nhất, ok, mềm, đi. Không nhìn xuống, nhìn thẳng vào khán giả, nhìn thẳng vào ban giám khảo, thuyết phục nào mềm. Yes. Xuất hiện của mỉm là một cái gương mặt rất là khả ái và giúp cho người ta có được một cái ấn tượng tốt đẹp về cái phần mở màn. Tiếp theo đó là Kim Kim, một sự độc lạ và nét đẹp Tây. Tiếp theo là Diệu Thảo, một gương mặt khả ái của team làm smooth hơn cái phần thi của team Mai Ngô. Kế cuối đó là Nikki, một gương mặt rất là năng lượng, làm boost lên những cái phần ấn tượng nhất. Cuối cùng là vedette Huy Hoàng. Nhanh lên em ơi, xuống đi, không có thời gian để diễn đâu, chỉ còn một màn kết nữa. Ok, and 1, 2, 3, xoay về. Em là vedette đó nha, hãy thể hiện tinh thần. Mình sẽ bắt đầu ra màn kết của mình như thế này, với vị trí như thế này luôn. Mình nghĩ với cái bố cục này sẽ thuyết phục được khán giả cũng giống như là ban giám khảo về cái phần trình diễn của team Mai Ngô. Bạn có question gì không? Question không? Là em sẽ không đứng pose ở cái điểm đó nữa đúng không chị? Đúng. Khi kết màn mình sẽ không pose, mình sẽ đi liên tục. Và em sẽ là vedette và em kết ở đây với dáng pose, một cái dáng nào đó rất là iconic. Beauty queen nào, show your beauty. Ok. Chị nói là thấy không vững thì mình nhìn xuống một xíu không sao hết. Quan trọng là mình hạn chế cái chuyện mình nhìn xuống. Bậc thang này mấy bước? 8. Rồi nhìn, đi, 2, 3. Rồi chị chỉ là đi bậc thang là đi ngang xuống. Đúng rồi, mà nó đẹp mình nữa. Tiếp tục đi lên luôn, chống hông lên, không vững chống hai hông lên luôn nha chị. Đúng rồi, mở vai ra nha. Vững rồi mới đi, rồi xoay người. Đi, đi ngang xuống. Nè nè, đó như vậy là té rùm rùm la nè. Khi mà không có nhiều kinh nghiệm trong những thời trang á, thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái mối lo. Cái việc mà mình đi cho nó không té nó đã khó rồi, và đằng này là phải vừa đi vừa thần thái và đẹp nữa, thì thật sự là cũng sẽ rất là áp lực cho những bạn mà ít có trải nghiệm trên sàn catwalk. Cái bàn này có thể nó xoay. Khi mà lên ở đây vững thì mới bước lên. Và nhớ bước rộng cái chân ra cho chị, xong rồi bắt đầu mình mới tạo dáng, chứ không có bước lên là loạn choạng liền nếu mà người ta xoay. Ngay cả khi đi xuống cũng vậy, xoay một cái dáng thật vững cho chị và bước xuống là nó sẽ vẫn còn lắc, tại vì mình từ cái xoay tới xuống cái này, nhưng cứ vững rồi có thể mình xoay lại một cái rồi mình đi. Tại vì nãy Hà có được nghe nói là cái phong cách ngày hôm nay là giống như là trẻ trung tinh nghịch á, là mình có phải diễn cái đó luôn. Và nãy cái chủ đề của mình đó là những ngôi sao xuất hiện trong một cái sự kiện phải thật là kiêu hãnh, vô kiểu giống như là mình tưởng tượng khi mà mình bước ra á, là người ta giới thiệu đây là Miss International Queen Việt Nam 2023 Trần Quân. Nè chị là Miss International Queen nè. Đó. Xong bước lên. Rồi nếu có vấn đề gì thì cứ đứng lại đã. Xong rồi hẳn bước lên. Giữ trang lên, không có quằn. Chân của mình đâu khép vô. Đúng rồi. Mở người lên nè, không có beauty queen nào ra đứng chào khán giả vậy hết á. Người ta ưỡn ngực vươn vai nè. Rồi, xong đi vô, Hà vô nè. Là Quân đi xuống. Thấy bất ổn dừng lại, tạo dáng ở chị, cười. Cười lên, mọi sai lầm được thay đổi bằng nụ cười hết, cứ cười cho chị. Cười, nhìn mấy giám khảo cười, đúng rồi, giữ lại, chị dặn sao Quân. Giữ lại, bình tĩnh, có chủ, đến đây nè.
cười. Chào mọi người. Khi mà em cười em nghĩ trong đầu á, chào mọi người. Rồi bước lên. Vẫn. Khi mà em đứng khép khép vậy nó không có trụ. Em đứng rộng cái chân ra nó sẽ có trụ. Nên là khi mà cái này nó xoay á, thì khi em bước lên một cái là em rộng cái chân ra liền. Đợi cái vòng xoay nó xoay mình vô một cái, đi về. Khi bạn đi về ở trên đi xuống. Rồi đứng lại đợi bạn sau, quay tạo giác. Không ngơ ngơ ngác ngác nha, beauty queen hết đó. Rồi lên. Ờ cái hàng này đi ba bạn không được hả? Team khác làm được đội hình, hình thang, hình thoi, hình vuông gì đó. Thì team Quỳnh Châu có ba người à. Và cái đội hình của ba người nó rất là ít. Đó là cái bất lợi của team mình. Thì bạn đi trước, còn hai bạn em đi sau. Rồi, được không? Ở dưới đi được không? Dạ đi được, nhìn theo Quân. Quân ơi chắc nhịp vô. Đi, 1, 2 ở phía sau lên. Là bạn đang đứng á. Hiểu chưa? Rồi, bắt đầu chân phải đi trước, 2, 3. Phải, trái, phải, trái, phải, trái. Ba đứa đi với nhau mà ba cái chân đều rí là rất đẹp. Ráng đó chị. Rồi, bước lên bàn xoay. Bước được ba chị em không? Được không? Mình sẽ bước ra đây. Yêu cầu các bạn pose một dáng ở đây trước nhé. Xuống cầu thang, sau đó là đến đây. Các bạn có thể xoay hoặc là tung skill ở đây. Và chú ý là cuối cái đường băng của mình sẽ là một cái bàn xoay. Tiên yêu cầu các bạn pose một dáng thật là lady, thật là tiểu thư động đảnh. Catwalk là một trong những cái skill cần có của một beauty queen. Tiên nghĩ đề bài rất là thú vị và đồng thời rất là thử thách thí sinh. Và thứ tự diễn của mình sẽ là sang đầu tiên và đang, sau đó là tới Hân, Mi và chị Nhi sẽ là người kết màn của team mình. Khi mà walk á, cái tinh thần của mình là thập niên 90, mình sẽ là một tiểu thư đỏng đảnh. Nhưng cũng phải có một chất beauty queen ở trong đó. Thì bình thường beauty queen là mình sẽ walk như vậy, đúng không? Nhưng mà để có tinh thần của thập niên này, mình cần phải đỏng đảnh, cần phải chảnh hơn nữa. Rồi, ngã vai ra, nó sẽ ra cái màu của thập niên này. Khi mà người đầu tiên lên tới đây rồi, đang diễn trên ấy rồi, thì người tiếp theo phải xuất hiện ở đây. Đi xuống là đi bên phải, đi lên là đi bên đây. Bước xuống cũng phải diễn, mặt không được đơ. Cái mặt mình phải diễn ra được cái tông đó. Diễn em ơi, chảnh lên. Pose một dáng cho chị. Đúng rồi, nhìn. Bước từng bước cũng được, cố gắng đừng nhìn xuống nhiều nha. Tự tin lên. Mình chưa từng qua bất kỳ một lớp học đào tạo các kỹ năng nào hết. Mình tham gia các tô diễn đều là những kỹ năng mà mình tự tập và mình tự đúc kết kinh nghiệm từ bản thân mình mà ra. Và chú ý là ở đây có bàn xoay, thì khi mà em đi gần tới đây á, cố gắng đi chậm lại để mà em không bị hoảng khi bước lên bàn xoay. Lady đâu, mặt em vẫn còn rất là run. Yes. Rồi chậm chậm. Rồi lên bàn xoay. Pose chắc một dáng búp bê Barbie cho chị. Sau khi em giữ dáng xoay một vòng xong rồi đi xuống. Chị chưa thấy tinh thần của em. Diễn đầu tiên có nghĩa là team mình sẽ đặt một cái năng lượng cho những cái màn trình diễn sau. Và đó với Tiên là một cái điểm rất là tuyệt vời. Và Tiên nghĩ đó là một cơ hội. Yes, đúng rồi, tinh thần đó đó. Quay mặt ra, hai người phải chú ý với nhau nha. Yes. Đúng rồi đó. Rất là động đảnh, rất là tiểu thư. Tạo dáng đi đây. Dáng đó sẽ té đó nha. Té không? Chắc chắn té luôn. Rồi, mọi người, cái bàn xoay sẽ xoay đúng không? Khi mà mình xoay đủ một vòng rồi và chuẩn bị xoay vòng thứ hai á, lúc mà nó vừa lệch trục về bên đây á, là mọi người đã chuẩn bị đi xuống rồi. Là mình đi xuống luôn. Diễn nha Hân ơi, mình tập là mình phải làm cho tới luôn. Chéo chân. Thoải mái cái tay ra nè, đừng có cứng. Đúng rồi đó. Ê, cái này không được nha, bị giật mình nha. Xoay chậm thôi, đừng hù khán giả. Mình có xoay đúng không? Người trước, mặt sau, xong rồi mới diễn từ từ lên, xong rồi mình mới trả ánh mắt về, rồi mới đi về. Chứ đừng có đang xoay như vậy mà. Là người ta sợ ma nha. Team của mình 5 người, nhưng mà chỉ có một bạn là đã từng diễn ở trên sàn runway chuyên nghiệp thôi. Còn 4 bạn còn lại phải nói là rất là mới trong cái lĩnh vực này và cũng không học qua lớp kỹ năng khách quốc nào cả. Mi. Mi ơi, lên từ đằng sau Mi. Mi, tập trung đi Mi ơi. Bạn ơi, bạn tập trung giúp mình nha. Rồi, đi lên. Đi lên đây luôn hả? Đúng rồi. Diễn đi Mi ơi. Đẫm đảnh lên Mi ơi. Mi, xuống đi Mi, xuống. Một dáng thôi, xuống bên phải. Tập trung đi Mi ơi. Nhìn thẳng. Đúng rồi. Tay đang cầm cái gì vậy? Con chó đó. Thả tay ra. Pose. Không nháy mắt nha. Đi tới cuối đường luôn. Lên bàn xoay luôn. Rồi sau khi bàn xoay hết một vòng, Mi đi xuống. Mọi người nhìn Nhi nha. Không đớp rồi nha. Chéo chân.
Rồi, lên bàn xoay. Yes, xoay người lại. Nói chung tạm thời tinh thần nó sẽ là như vậy, nhưng mà mọi người không được để cái gương mặt căng thẳng nữa. Mình phải diễn. Và My ơi, tập trung giúp. Không thể nào mà Tiên lúc nào cũng chỉnh cho My được. Nếu mà My làm là My làm ảnh hưởng tới cả đội, vì mình là đang là teamwork. Bốn huấn luyện viên với những màu sắc đào tạo khác nhau đã đưa ra những chiến thuật sắp xếp đội hình riêng cho team của mình. Các thí sinh đã sẵn sàng cho phần thi với độ khó cao nhưng không kém phần đẳng cấp, hứa hẹn một màn trình diễn với nhiều điều bất ngờ. Xin được chào mừng tất cả mọi người đến với Miss International Queen 2023. Và ngay bây giờ sẽ là thử thách chính trong ngày hôm nay của chúng ta. Với thử thách này thì không biết là các huấn luyện viên các bạn đang cảm giác như thế nào ạ? Team của Châu chỉ còn có 3 người thôi. Châu cũng không muốn cái tiết mục của nó quá ngắn. Vừa mới đi ra xong đã hết rồi. Mình vẫn muốn có những cái điều thú vị sau đó nữa. Nên là cái việc bố trí và sắp xếp trong cái tiết mục là một cái điều mà team Quỳnh Châu lo lắng nhất. Team của Quỳnh Hoa là những cái bạn mà đã có kinh nghiệm người mẫu thì Hoa rất là tự tin về khả năng của các bạn. Hoa chỉ lo lắng một chút về cái cách bàn xoay ngày hôm nay. Với đề bài giao làm tập trung vào vũ trụ màu tím nên em cũng mong muốn có được nhiều nét đẹp khác nhau trong team của em được tôn lên. Thế nên em sẽ chọn một verdet rất đặc biệt và cũng hơi có phần mạo hiểm. Team em ngược lại với team Quỳnh Hoa một xíu là các bạn sẽ không có nhiều kinh nghiệm khách quốc. Nhưng mà em tin đây sẽ là một cái cơ hội để mà các thí sinh của đội em có thể được va chạm tốt hơn. Cho phép tôi xin được giới thiệu giám khảo khách mời ngày hôm nay, Tổng Giám đốc của Bệnh viện Thẩm mỹ Quốc tế Siam, Thái Hoàng Sơn. Đây là cái mùa thứ hai mà mình tham gia với vai trò là ban giám khảo. Thì mình nhận thấy rằng chất lượng thí sinh năm nay khá là đồng đều. Mỗi người có một cái vẻ và có những cái tài năng khác nhau. Với những bộ trang phục mang hơi hướng của thập niên 90 thì anh mong muốn tìm thấy một cái tinh thần như thế nào trong bước đi của các bạn? Mình cũng mong muốn rằng các thí sinh sẽ thể hiện được cái sự tự tin, thần thái của mình, bộc lộ được cái sự yêu kiều và sự sang trọng. Đó là hai tiêu chí của mình sẽ đánh giá. Là một thử thách khó nhưng mà cũng sẽ có một số lợi thế cho một số thí sinh. Ví dụ như là Trung Khiết Anh hay là Xin Sa, tại vì các bạn đều là những bạn đã có thời gian đi diễn. Để biết được độ khó của sàn catwalk của chúng ta ngày hôm nay, xin phép được trân trọng giới thiệu Miss Lucet Martini. Hello, Miss Lucet. What do you think of our catwalk stage today? It's very, very difficult because the stage is very high. But the challenging thing is on the platform because the platform in the front is spinning. So when it's turning, it's so easy to lose balance. So it's a very difficult challenge. My goodness. Chúc cho tất cả bạn thí sinh sẽ có một phần thi thành công và phần thi xin phép được bắt đầu. Yes. Tiên hơi risky khi mà đặt Sang vị trí first face. Tuy nhiên, Tiên đã từng nhìn thấy Sang ở trên sàn runway. Tiên tin rằng là Sang sẽ đủ cái sức bật để mà thể hiện vị trí first face và mở sáng ở những cái bước đi của bạn. Thế tôi. Đúng rồi. Tôi lên nè. Phần thái của em đâu? Yes. Dùng ánh mắt đi nè. Yes, đúng rồi. Xoay lại một cái nè. Đi nè Đan ơi. Cái nỗi sợ lớn nhất của Đan đó chính là phải kết quốc. Mà ngày hôm nay mình lại đối diện với nỗi sợ ấy thì nó hơi bị kinh khủng một xíu. Mặc dù bạn không có sắc vóc hình thể như những thí sinh khác, nhưng bạn lại tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất.
tiểu thư lên. Yes. Xuống My ơi. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhìn thẳng nè. Xoay về dần. Về nè My. Đi Nhi ơi. Xuống luôn, xuống luôn. Nhi cũng là người gọi là một trong những thí sinh khách quốc mạnh trong team Tiên. Bạn có cái sự đánh thông rất là uyển chuyển và bạn có thể diễn được. Lên, chuẩn bị ao. Xuống luôn hai bên cánh. Hân bị té ngay cái lúc mà bạn pose dáng cuối cùng ở trên cầu thang. Nhưng bạn tạo dáng ngay lúc bạn té luôn. Đó là một sự tiến bộ và lắng nghe. Mình có dặn á, bất kỳ lúc nào các bạn trên sân khấu các bạn đều phải diễn và không để bất kỳ sơ sót nào xảy ra. Nếu có, mình cũng phải tìm cách xử lý nó. Phần trình diễn của team Tiên làm Tiên tự hào vì các bạn có sức bật cũng khá là đồng đều. Team Mai Ngô chuẩn bị. Ui, nguy hiểm quá nhờ. Cái chỗ đấy đi khó đi lắm. Rất là khó đi luôn. Mai chỉ mong muốn các bạn là nhớ bài, đi đúng tuyến và không để bị gãy hoặc là bị bể thôi. Ok, em pose. Kim Kim. Kim đi. Yeah. Sexy. Rất là sexy. Diệu Thảo. Có lẽ là về cái độ khó nó quá khó làm các bạn không có tập trung, mất bình tĩnh. Mình không có chỉ mấy cái này nhau. Team Mai Ngô bạn thứ hai còn tạm tạm thôi. Team Mai Ngô hơi bị, em thấy hơi bị run. Ừ, đúng, đúng, đúng rồi. Oh yeah. Don't go yet. Don't too much, don't do too much, no too much. Go, 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 go. Những cái điều cơ bản Mai dặn các bạn không nghe, có nhiều cái diễn xuất nó rất là ố về lên. Huy Hoàng nghe ở ngoài đang ủng hộ bạn thì bạn bắt đầu thể hiện bản thân mình nhiều hơn nữa. Good.
good balance. Ready to chào ao mọi người ơi. And go. Ao luôn. Lúc mà Châu tập với các bạn là các bạn nó không hề xoay, nên là các bạn ấy cũng chưa bao giờ được thử. Thì thật sự đó là một cái điều rất là lo. Cười lên nào. Tốt quá ha. Wow. Yeah. Khách hàng bên anh là lựa tuổi nó khách hàng kiểu khách hàng sang ấy, thì nó có thể yêu cầu sự đặc biệt, sự sang trọng. Ngôi sao bước đi như thế nào? Very good. Wow. Tôi là họ không đẹp nhưng mà họ luôn có thần thái. Đúng rồi. Wow. 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 Khán giả, ban giám khảo. Good posing, tạo dáng rất là tốt. Quả đi chắc chân. Chắc chân. Chắc chân. Nhớ cười nha. Good choreography, very good. Bình tĩnh nè. Suýt té nhưng mà kìm lại được. Cười nha. Đẹp. Yes, I like it. Thả cái tay ra. Ooh. Wow. I like the pose. Really? Yeah. Oh, rất là đẹp luôn. Yeah. Wow. So sexy. Perfect. Congratulations. Cười lên, cười lên kìa. Các bạn rất là tập trung. Cách các bạn lấy cái tín hiệu từ Châu cũng rất là tinh tế. Giống như là tụi mình có một cái sợi dây liên kết rồi đó. Rất là tốt luôn. Wow. Các bạn rất là đồng đều. Ăn ý quá. Ngon ngọt, sạch sẽ, gọn gàng. Như vậy là rất mừng. Tự tin với team của mình, bởi vì đây cũng là một cái thế mạnh của các bạn. Xin xa đi luôn. Mạnh mẽ lên xin xa ơi. Xoay. Từ từ. Wow, she looks good. She looks amazing. Wow. Chống tay lên Hân ơi, chống tay lên. Hân là một người không có kinh nghiệm trình diễn thời trang, cho nên là cái sự tự ti nó đã xuất hiện. Quay lại này, quay lại, quay mắt lại. Sáng tạo nãy giờ luôn, hơi lạng chạng. Con nghề phải khác luôn chứ. Thanh ơi. Mình nhìn một phát ra là mình biết. À, quên bài. Đang coi sướng mà, quên bài. Thực sự rất là sốc, không biết nói gì nữa. Lộn đường dây.
good. She's a model. Thôi cái khúc quên bài. Nếu khi bạn vẫn đang hơi áp lực xíu. Very good. Thật sự là năm nay quá chấn động luôn. Thưa quý vị, như vậy là các thí sinh của chúng tôi vừa mới hoàn thành xong phần thi. Các giám khảo đã quan sát rất là kỹ các phần trình diễn của bốn đội đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ họp cũng như là sẽ cho gặp lại bốn huấn luyện viên trong phòng đánh giá và loại. Mấy thí sinh khác á, thấy cũng xuất sắc như đã đó. Thấy vậy mình cũng hơi tủi thân một tí đó. Ước gì mình làm được tốt như vậy đúng không? Em thì catwalk cũng yếu, với lại lúc mà pose dáng ở trên bàn xoay thì cũng có vấp, cũng hơi lo. Team mình chỉ còn có 3 người thôi, sợ là banh team á, hai người phải ra về thì sẽ còn phải có một người gánh team á. Em đi lên thì em thể hiện khá là tốt, nhưng mà nhỡ đâu một người tốt đưa vào một vòng nguy hiểm để lấy cái sự an toàn cho team mình á, thì biết đâu đấy cũng là một cái sự lựa chọn của chị Châu. Mà em cũng cảm thấy lo lắng nữa, cũng hên xui. Thực sự mà nói thì Hà không có muốn mình phải là người ra về, tại vì Hà đi theo cuộc thi này cũng hơi lâu á. Cái đam mê của Hà cũng rất là cháy và Hà không muốn mình phải ra về đó. Là muốn hai bọn em đi về không? Không, dĩ nhiên là không muốn team mình phải về, muốn team mình phải đi đến cuối cùng. Nhưng mà hy vọng là sẽ không xảy ra cái điều đó. Em không biết là em nên nói em làm cái gì ở trên. Nhưng mà lúc nãy là cái phần thể hiện của tụi mình tốt đúng không? Team cũng là team đầu tiên, nhưng mà khi mà kết thúc xong thì ai cũng háo hức. Thôi mà dù sao thì team mình cũng ok rồi, cho dù kết quả có như thế nào thì mình cũng vui rồi đúng không? Không nha, bị lại là không vui nha. Không muốn. Không có đâu trời. Không muốn nha, không muốn một chút nào. Xin được chúc mừng tất cả các huấn luyện viên. Thực sự là ngày hôm nay các thí sinh đã có một sự đột phá rất là lớn. Sáng nay ở lớp Masterclass vẫn còn rất là nhiều bạn lúng túng. Đến buổi thi chính thức rất là nhiều bạn đã giải quyết được các vấn đề của mình. Phải ngợi khen các huấn luyện viên vì đã lột xác các thí sinh của mình rất là xuất sắc. Từ đầu tới trước khúc mà Kỳ Hân làm sai thì Hoa cảm thấy thực sự rất tự hào với các bạn. Cái phần thi đó Mai thật sự cảm thấy không có hài lòng. Phần nhận xét và đánh giá của team huấn luyện viên Thủy Tiên, xin mời giám khảo Hoàng Song Hà. Về mặt bằng chung thì so với sáng nay thì các bạn đã cố gắng rất nhiều. Mình sẽ dành lời khen cho ba bạn, bạn Nguyễn Tường San, bạn Nguyễn Thiên Hân và bạn Nguyễn An Nhi. Bạn Lý Huỳnh My và bạn Trần Hồ Hà Đan thì vẫn như những cái gì lúc sáng tôi vừa mới cảm nhận được, các bạn vẫn chưa thật sự tự tin. Tôi kỳ vọng nhiều hơn, tôi muốn nhìn thấy sự đồng đều nữa với team của Thủy Tiên. Team của Thủy Tiên, các bạn thí sinh đi ra thì Hoa cảm thấy là các bạn đang chọn những cái chuyến đi rất là an toàn, không để lại một chút ấn tượng gì cho bản thân Hoa. Chị lại có một cái suy nghĩ hơi khác một chút xíu. Ngày hôm nay Tường San rất là sáng, mặc dù là mở màn rất là nhiều áp lực, nhưng mà thực sự bạn thể hiện rất là tốt. Bạn có những cái bước đi chắc chắn và tự tin, nhất là cái lúc mà bạn bước xuống bậc thang, gần như là bạn không nhìn xuống. Hà Đan thì chỉ bị một chút xíu, bước xuống thì hơi vấp, nhưng mà cái tinh thần của bạn là tốt. An Nhi là một người mà khá là chắc chắn. Có một vài điểm An Nhi mất cái thăng bằng, nhưng mà ngay sau đó thì bạn ấy có cái cách để mà bạn ấy lấy lại bình tĩnh. Ở đây là bản lĩnh của một cái người đi cuối. Kết chung của Thủy Tiên thì chưa tập kỹ. Màn đó với riêng chị thì chị không ấn tượng. I thought your choreography was quite average. You know, you played safe. You had your girls come up one at a time and did their walk and then come out. Played it very safe. When you play safe, sometimes the judges are like, well, it's not good enough. I agree that I chose a safe tactic, but I chose it for a reason. Mm. Firstly, out of four members of my team, only one had experience on the runway. So they are very scared when they have to walk down the stairs and have a spinning table. So I chose to let it one by one so they can feel comfortable and act like a 90s model. Yeah. I want them to express the attitude, a lady. Tiên muốn ít nhất màn trình diễn của tiên mình sẽ không có bất kỳ sai sót nào. I so understand you. It's the first catwalk campaign. As far as all the contestants did, they all did really well because most of the girls were quite confident. Like I was sitting here counting how many times each lady, each contestant looked at the stairs, looked at the stairs. There were about three or four who didn't look at all. And there was a team that was very smart in you had your ladies stop first.
before taking the first step to kind of like get the balance and then go. That's very smart. A few of the girls came down, and once they lost their balance, they stopped and they did some acting and then continued. That's smart. That's using your brain. So that's very good. Thank you. Tiên sẽ ghi nhận cái lời khuyên của cô Lucket là đôi khi mình cũng phải liều lĩnh hơn một chút và đôi khi mình cũng phải bứt phá hơn một chút để mà team mình có thể giành chiến thắng. Lý Huỳnh My sẽ tiếp tục cản trở cái kết quả của đội em. Ngày hôm nay bạn ý bị overacting, gần như là bạn ấy không nhìn giám khảo bất kỳ một khoảnh khắc nào, hoàn toàn không tập trung ở trên sân khấu. Bạn ấy cứ nhìn nghiêng nhìn ngang, nó làm cho tổng thể của đội của Tiên nó bị không đồng đều. Tiên tạm hài lòng với phần của My, tại vì My đã kiểm soát cảm xúc, biểu cảm như là hành động của bạn rất là nhiều so với cái lúc tập rồi. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhận xét dành cho team huấn luyện viên Mai Ngô. Xin mời giám khảo Dược Sĩ Tiến. Tôi cũng đồng ý với Hương Giang là các bạn đã lột xác cho thí sinh. Và Mai Ngô đã lột xác các thí sinh của chúng tôi thành những con người diễn lố quá mức trên sàn. Ngồi coi team Mai diễn á thì tự nhiên giống như ai đem cái máy lạnh tới trước mặt mình á. Ừ, nó lạnh mà nó cứng người. Hôm nay ngoại trừ Miễn Trần là tương đối tốt, nhưng mà cái phần thực hiện bàn xoay của Miễn Trần cũng rất nhanh, tạo dáng không đủ lâu để mà mọi người chiêm ngưỡng. Thì hầu hết tất cả các bạn còn lại đều không phải là trình diễn thời trang. Các bạn chỉ lên để diễn xuất và diễn xuất quá lố. Em đồng ý. Kiểu thiệt luôn á hả? Diễn như vậy luôn á hả? Ai dạy vậy dạ? Kim Kim đôi chân quá yếu, hoàn toàn là không kiểm soát được cái bước đi của mình. Diệu Thảo với một cái gương mặt như vậy, một cái nhận thức trả lời ứng xử như vậy, chị không hiểu tại sao ngày hôm nay bạn lại overacting đến mức độ như vậy. Bạn đi cố gắng biến mình thành một cô gái kiêu kỳ nhưng mà nó bị rất là phản cảm. Nikki Song Phúc tương tự, chân run, bước lên bước xuống không được. Trần Huy Hoàng thì bạn khởi động rất là tự tin nhưng mà bạn ý không biết cái điểm dừng ở đâu là tốt nhất. Nếu như mà bạn ý bước khỏi cái vòng xoay sớm hơn thì bạn ý sẽ là người tốt nhất của em ngày hôm nay. Nhưng mà ít ra chị thấy cái tinh thần của Huy Hoàng là có, và bạn ý thực sự đang là người mà sở hữu tốt nhất cái tinh thần của Mai Ngô. Tôi chưa thấy một cái Mai Ngô mà tự tin dõng dạc hứa khi mà thuyết phục thí sinh rằng là chị là cái người thực hiện tốt với các thử thách. Em muốn đi tới cuối cùng, em phải về với chị. Anh thật sự rất thất vọng về team Mai Ngô ngày hôm nay. Cháu không nhìn được cách mà Mai hướng dẫn các bạn nên là cháu cũng không biết được thực sự là Mai đã hướng dẫn như thế nào. Và những cái gì mà các bạn diễn ra trên sân khấu có phải là do Mai hướng dẫn cho các bạn hay không? Hay là vì các bạn đã có cái quan điểm của các bạn rồi và Mai chưa giải được cái bài toán đó nên thành ra là các bạn đang làm sai ý của Mai? Tự mọi người sáng tạo thêm, tự mọi người làm lố lên và quên bài nữa. Nếu bạn cho rằng là bạn để thí sinh tự trưởng thành bằng cách bạn ít truyền đạt cho thí sinh thì xin lỗi, có thể là thí sinh chưa kịp trưởng thành là thí sinh out hết rồi. Bạn đã phụ lòng tin của các bạn ấy rồi. Cái phần trình diễn của mấy bạn là hoàn toàn là sai đề, lố lăng, ô về. Và cái đó là Mai không có dạy các bạn như vậy. Chị chỉ muốn em hiểu rằng là cái thời kỳ mà em là một thí sinh nó đã đi qua rồi. Và chị mong muốn được nhìn thấy một Mai mà quyết liệt, quyết tâm và một huấn luyện viên không sợ bất kỳ một điều gì cả. Chị thấy rất là thương khi mà chị ngồi chị xem với một cái người cá tính như Mai mà em không dám quát, em không dám gì cả. Tự nhiên cái không lẽ bây giờ mình phải ngồi nhắc là Kim Kim quên bài, Miễm ơi đi mạnh lên, không lẽ mình nhắc vậy thì sẽ lộ hết. Bạn giám khảo thấy được khuyết điểm mà chỉ ngồi mà im lặng. Cho qua đó mọi người. Chị không biết là Mai là người gợi ý cho các bạn ý diễn như vậy hay đó là cái mong muốn của các bạn. Đội của em làm không tốt, em xin nhận về cái phần huấn luyện của mình. Đó cũng là một phần rất là ảnh hưởng đến các bạn. Khi mà ngồi đây, khi mà thấy các bạn diễn quá lố thì em cũng rất là bồn chồn và em rất là sợ. Tại vì em cũng đã rất là căng nhặn các bạn nhiều lần. Bạn có thể giấu bài với bất kỳ ai nhưng tuyệt đối không được giấu bài với lại mentor của mình. Nhiều khi các bạn muốn làm những cái bất ngờ, những cái khác biệt với mọi người á, nhưng mà nó đi qua ngoài cái khuôn khổ và nó bị lạc đề. Em không mong muốn cái sự ô dề trên sân khấu. Và ngồi đây em có thể thấy được cái điều đó rõ ràng. Hôm nay team em làm không tốt. Ngày xưa khi chị nhìn thấy Mai Ngô, khi chị tiếp xúc với Mai Ngô, chị thấy Mai Ngô rất là năng lượng, rất là điện. Chị kỳ vọng rất nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thì đúng, hình như Mai Ngô đang ngủ quên. Mình thật sự bất lực nhưng mà mình vẫn phải lắng nghe để mình có thể rút kinh nghiệm, để mình có thể tốt lên và team của mình tốt lên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với team của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Xin mời Huỳnh Như. Ngày hôm nay Quỳnh Châu lại phải khóc một lần nữa. Thời Châu tới rồi. Làm ơn hãy tới đi. Châu cũng đợi lâu lắm rồi. Vì ngày hôm nay team bạn quá tuyệt vời.
các bạn là một team làm tốt nhất, team duy nhất có thể chụp trên cái bàn xoay và thể hiện tất cả thần thái, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Như cứ coi và như mãi coi theo cái sự thu hút đó, cho nên là Như không có nhìn được cái điểm sai và cũng như là những cái khuyết điểm mà team của Châu đã thể hiện. Theo chị, cái việc cả ba người đứng được trên bàn xoay nó là một cái lợi thế của em, vì không có team nào làm được điều đấy. Khoảnh khắc mà ba bạn xoay trên bàn xoay thực sự rất là đặc biệt. Cảm thấy rất là vui. Và đương nhiên là tất cả những cái lời khen đó thì Châu đại diện nhận thôi, chứ thật sự là công sức là của các bạn, của team Quỳnh Châu. Vì tất cả mọi người đã rất là đoàn kết và đã rất là nỗ lực và tập trung. Well, you know, the Orange team, you have an advantage because you have only three contestants, which when you have a small team, it's easier to control, it's easier to teach, it's easier to do choreography. So I was really impressed with your choreography. Two of your girls are quite strong. I think you have a very good chance to win today. Rất là tự hào về team Quỳnh Châu. Và tôi nghĩ rằng là hai bạn còn lại của team Quỳnh Châu là Kha Nữ và Quỳnh Si Lê, khi mà xem tới tập này thì các bạn cũng sẽ rất là tự hào về ba chị của team mình. Anh Thái Hoàng Sơn ạ, anh nghĩ sao về team đỏ, team của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa? Anh cũng đánh giá rất là cao cái ý tưởng của em. Em dám thách Chris và em dám có một ý tưởng rất là táo bạo so với các cái đội khác. Em dám chơi, nó không ở cái sự an toàn mà em dám show off và muốn cho tất cả các thành viên mình được thể hiện. Để tất cả mọi người đứng ra đó và bắt đầu đi như thế thì em phải rất tự tin vào chính team của mình và chính bản thân em. Team của em là cái team mà có sự tự tin đồng đều nhất trong cả ba team. Bùi Quỳnh Hoa quá là gan dạ. Khi em để cả 5 người trên sân khấu thì tất nhiên là không thể chỉ chấm một người ở đây được, mà sẽ phải chấm cả 5 người. Thì cái khả năng em tạo ra tai nạn nó sẽ cao hơn. Cho từng người đi ra một thì chắc chắn là cái khả năng sai sót nó sẽ ít hơn. Nhưng mà dĩ nhiên khi mà mình chơi với lửa, nó là một sự nguy hiểm. Trong team em có một thành viên chưa đủ kinh nghiệm thực hiện điều đấy thì rõ ràng là một cái tai nạn nó đã xảy ra. Nó là một cái liên hoàn kéo theo những cái hạn chế sau đó. Vậy thì giữa một huấn luyện viên đã dám hy sinh và dám chơi hết mình và có một tai nạn, hay với một huấn luyện viên có nhiều lợi thế và bạn đã tận dụng được lợi thế của mình, hay là một team đã quyết định an toàn và mọi mặt đều ổn, ai sẽ là huấn luyện viên chiến thắng? Và huấn luyện viên chiến thắng sẽ ngay lập tức chọn một team sẽ an toàn. Hai huấn luyện viên không được lựa chọn an toàn bởi huấn luyện viên chiến thắng. Các bạn sẽ phải gửi hai thí sinh vào trong phòng loại. Và huấn luyện viên chiến thắng của ngày hôm nay thấy là không còn một cái khả năng nào hết. Mình đã suy nghĩ sẵn một hai cái tên để mình cho vô vòng loại trừ luôn rồi. Có cái gì đó nó hơi gọi là không được tốt lắm. Ôi trời, sao chị nhìn mặt căng quá vậy? Chị không hiểu tụi em đang làm cái gì luôn á. Những cái gì chị dạy, những cái gì chị train, chị coach cho tụi em, hình như tụi em để ngoài tay. Chị ngồi chị cứng người vậy nè. Làm sao vậy? Ủa tại sao tụi em diễn beauty queen mà sao tụi em lên diễn rất là ố về, rất là lố lăng luôn. Chị không hiểu cái đó là cái nét đẹp gì mà tụi em đang thể hiện vậy? Ai chỉ tụi em những cái diễn rất là ố về? Ai? Những cái gì chị làm nó không xứng đáng thì sao? Để chị phải hả? Nghe ban giám khảo hết người này đến người kia tấn công vô mặt chị, đơ cái mặt chị ra luôn, xịt keo luôn. Làm sao tôi xứng đáng bị như vậy hả? Thật sự là tôi rất là tệ luôn đúng không? Tôi dở gì lắm? Hay tại mấy người dở? Nói chung hôm nay chị bị la nhiều tại vì chị không có tập trung đó. Nên chị cũng hơi buồn. Tại vì chị cũng đã cố gắng hết sức mà. Chắc mọi người không hiểu cho chị. Không phải là vấn đề mà mọi người không hiểu cho chị, mà chị phải hiểu cho mọi người nữa. Hello chị. Sao đang bàn luận gì á? Thì team đang bàn luận về phần thi. Nhưng mà đầu tiên thì mọi người tự cảm nhận ra sao về cái phần thể hiện ngày hôm nay của mọi người? Em cảm thấy rất là cả team như cảm thấy là từ hôm quá đã. Mà lúc đó trên sàn diễn là mọi người feel, mọi người bung hết mình, đúng không? Thôi chỉ có thể chờ thôi, hy vọng là phép màu sẽ đến với team mình. Từ từ. Ngồi đi. Này thấy team mình làm sao?
theo Hà thấy team mình có cái sự đoàn kết với nhau. Hôm nay đã thực hiện cũng hết mình với cái phần thử thách ngày hôm nay. Hà thấy là team mình vẫn tạo được ấn tượng tốt. Xin chào mọi người. Chị ơi, hãy báo tin vui đi chị. Bây giờ mọi người đang có cảm xúc như thế nào? Hồi hộp. Thật ra là khi mà trình diễn xong ấy thì mọi người rất vui vì mọi người đã hoàn thành được và mọi người cảm thấy thỏa mãn về điều đấy. Thì mọi người sẽ nghĩ là mình thắng hay thua? Team mình có đủ những lý do để hy vọng rằng chiến thắng sẽ trở lại với team mình ngày hôm nay. Team mình là một màu sắc riêng biệt, có lối catwalk riêng, posing riêng và cũng là một màu sắc độc nhất trong chương trình. Nhưng mà hôm nay là em thấy là em làm không tốt và em rất là xin lỗi chị Hoa. Không ngờ những người này, những cái cặp chân này bước lên bàn xoay mà không biết làm gì, rung. Chứ thực sự thấy tụi em không có tập trung, thần thái không có, tụi em đang ở đâu á, lạc về phương trời nào, đứa nào cũng vậy luôn, ai cũng tệ hết. Mỉm, mở màn, đỡ thôi. Tất cả mọi người ở đây làm chị đứng tim chết lặng. Em Verdes, em thấy em trình diễn sao? Em nghĩ là em diễn không có tính. Em làm cái gì cũng cứu mà ngóc đầu lên. Tại vì em thấy là em không biết nói gì hơn. Cái người mà thể hiện những cái cử chỉ và hành động nhiều nhất ở đây thì là em. Phần lỗi đó thì em nhận. Nhưng mà em nghĩ rằng là khi em lên đó, em muốn hóa thân thành một cô gái có một cái nguồn năng lượng khá là tự do. Ủa tại sao những cái gì em muốn em không nói cho chị nghe? Xe không bàn trước với chị. Chị nghĩ là tụi em sẽ cần chị chạy ra, chị chạy vô, chị đôn thúc tụi em. Chị nói là nếu bàn xoay khó quá thì mình bình tĩnh nha. Chị làm mọi thứ luôn á, chị chạy từ trong set, chị chạy ra vô. Chị rất là mệt luôn á, chị lên tăng xong luôn. Nhưng mà sao tụi em muốn gì tụi em không có chia sẻ chị? Bộ chị đã không đáng tin hả? Chị đừng nói như vậy. Cái lúc đó là trong cái tích tắc trong cái đầu của em thôi. Em nghĩ rằng là ok, đó là sự lựa chọn của mình. Một ăn cả ngã về không. Đoàn kết mà mấy bạn tự đoàn kết với nhau mà mấy bạn tự hội ý không mà không nói với chị nghe. Thiệt luôn á, chị nhục mặt ở trên đó luôn. Người ta nói chị dạy cái gì vậy? Tiên có chia sẻ với giám khảo luôn là Tiên rất tự hào. Tại vì mọi người cũng biết từ cái lúc dựng đề tới cái lúc mà mình tập chương trình á, mình không làm được. Lúc đó mình rất là bế tắc luôn và mọi người thậm chí là còn xuống tinh thần và rất là đuối. Và Tiên còn rất là lo. Tại vì lúc đó cái bàn xoay chưa có bật. Mà lỡ mọi người té trên đó là xong luôn. Nhưng mà team mình làm Tiên rất là bất ngờ. Mọi người đã cải thiện và đã cố gắng rất là nhiều. Và ban giám khảo cũng có lời khen cho điều đó. Nhưng mà mọi người biết thì kết quả cũng chỉ có một, là team mình thắng hoặc team mình thua thôi. Hà nghĩ hôm nay Hà làm có tốt không? Hà nghĩ hôm nay Hà làm tốt. Hà anh sao? Em thì em thấy hôm nay em làm còn tốt hơn cả tuần trước. Quân thì sao? Em nghĩ là em làm cũng tốt, nhưng mà một số vấn đề khiến em vấp ở cái vòng xoay. Mình cũng nghĩ là mình làm tốt, nhưng mà chưa chắc là ban giám khảo nghĩ giống mình. Bây giờ team mình còn có 3 người. Thật sự là bây giờ chị cũng không biết là chị phải đưa ai ra đó nữa. Dư Thảo, nếu hôm nay chị lại gửi em vào vòng loại trừ thì em suy nghĩ như thế nào? Em biết nếu như em làm sai, em chấp nhận vào đó. Nicky, em thấy em sao? Hôm nay em thực hiện tệ đúng không? Tệ. Dù em đã tính toán rất là kỹ nhưng mà em lại không làm được cái bài toán mà em tính. Sau khi bước khỏi cái bàn xoay đó là em trong lòng em coi như là em tự gục ngã luôn. Nếu hôm nay em là người đi vô vòng loại trừ thì sao? Em chấp nhận điều đó bởi vì em biết hôm nay em đã làm không tốt, em làm tệ. Thì sẵn đây thì thấy mọi người cũng đã hiểu ra được là ai đã làm những gì và mình tự biết. Thì bây giờ có gửi ai vào vòng loại trừ đi chăng nữa thì mọi người cũng không có trách chị đúng không? Mà mọi người sẽ chiến đấu hết mình đúng không? Ngày hôm nay mọi người thể hiện rất là xuất sắc. Chị cũng cảm thấy rất là tự hào với mọi người. Nhưng xin mời anh Thái Hoàng Sơn sẽ công bố ạ. Huấn viên chiến thắng ngày hôm nay đó là team của Quỳnh Châu. Sao là chị? Ai kìa đó?
Chúc mừng Châu. Chúc mừng Châu. Đến những giây cuối cùng, chúng tôi đều đã nghĩ rằng là Quỳnh Hoa sẽ có chiến thắng thứ hai trong chương trình này. Nhưng mà thực sự thì với một show diễn thời trang, nếu như mà ngay lập tức bạn nhận ra và bạn về lại được vị trí của bạn ấy, thì nó sẽ khác. Nhưng mà bạn không tìm được vị trí và bạn đứng nó ảnh hưởng cả vị trí của những bạn sau. Và cuối cùng là cái đội hình mà bạn tưởng tượng nó không còn như bạn tính toán nữa. Thì họ nghĩ rằng là cái lỗi đó mà để đánh giá nguyên một sự cố gắng của cả team thì nó cũng chắc là chưa đáng. Còn dĩ nhiên ngày hôm nay Châu đã tận dụng được cái lợi thế của mình. Châu đã làm nên cái tổng thể rất là tốt. Ba bạn lại biết cách nương vào nhau. Và phải khen là Châu chọn đồ rất là giỏi. Tại vì Châu làm cho ba bạn giống như ba cái cô búp bê mà rất là xinh xắn. Thực ra ngày hôm nay Tiên không có vấn đề gì cả. Chỉ là đôi khi với những cái đối thủ mà họ có rất là nhiều những cái idea sáng tạo thì có lẽ Tiên cần phải bứt phá hơn. Bản thân Mai cũng đồng tình với kết quả ngày hôm nay đúng không? Mọi người đều chờ đợi Mai sẽ nhập cuộc. Đây là hai tập liên tiếp vì một sơ suất không đáng có mà các bạn đã nhường chiến thắng lại cho đội khác. Cho nên là hãy cẩn thận với tất cả những thử thách sau này. Còn ngay bây giờ Quỳnh Châu, ai sẽ là team bạn lựa chọn là an toàn ngày hôm nay? Team em sẽ lựa chọn an toàn ngày hôm nay. Các bạn thấy sao khi mà team toàn những người mẫu rất là chuyên nghiệp, những người mẫu rất là làm trong nghề mà lại đi thu thử thách về người mẫu? Nó là cuộc chơi mà, dám mạo hiểm thì phải dám chấp nhận thua. Tất nhiên là team mình không phải là team chiến thắng. Mọi người đều hiểu, không có một cái phép màu nào hết. Rất tiếc thì phải thông báo là team mình không phải là team chiến thắng ngày hôm nay. Team chiến thắng ngày hôm nay là team của chị Quỳnh Châu. Mọi người thấy ai nên vào vòng loại? Team của Mai Ngô. Bất ngờ chưa bà già? Oh my god. Vừa thấy mua trả thù ở đây. Em biết là team của Mai không tốt. Nhưng đối với em thì em rất ấn tượng với sự đoàn kết và tinh thần của team Mai Ngô. Có thể có một cái sự thiếu kết nối giữa huấn luyện viên và thí sinh thôi. Mai Ngô an toàn vì tình cảm hoặc là đó là một chiến thuật. Tại vì team càng đông người thì sẽ càng khó kiểm soát. Nếu mà sau cái lần này Mai được rút kinh nghiệm thì em nghĩ là Mai sẽ có thể giúp cho các bạn tốt hơn được, vì em vẫn tin vào năng lực của Mai. Quỳnh Châu đang muốn gây trận chiến, một á hậu hòa bình, nhưng mà không biết là có đang hòa bình hay không. Thật sự là khi quyết định của Châu đưa ra em rất là sốc, tại vì em sẽ nghĩ là team em hôm nay sẽ vào vòng loại trừ. Có rất là nhiều cái rắc rối, những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải, nhưng em không muốn chia sẻ, em không muốn là một cái huấn luyện viên mà chỉ lấy lý do ra để mà trình bày thôi. Các bạn rất là cố gắng, rất là đoàn kết, các bạn có một cái sự lắng nghe em, nhưng mà vì lắng nghe chưa hết, các bạn còn quá nhiều bối rối. Những cái sự cố gắng của các bạn em rất là thương, và em xin nhận hết những cái lỗi về em đã không làm tốt khi mà để boost các bạn. Em la chưa đủ, em chưa có làm các bạn thức tỉnh đủ để các bạn phải ngộ nhận những cái cách diễn rất là ô dề như vậy. Đó là lỗi của em. Em nghĩ là nên tôn trọng team chiến thắng ngày hôm nay, đó là Châu và quyết định của Châu. Châu là một người vừa mất đi hai thành viên. Cảm xúc mất đi thành viên nó vẫn còn động lại trong Châu rất là nhiều. Và em nghĩ là cái cảm xúc hiện tại Châu đặt lên Mai Ngô cũng là cảm xúc còn sót lại. Châu chọn như vậy thì em lại thấy an toàn cho team của Châu. Có thể việc Châu chọn team Mai an toàn vì Châu không đánh giá cao thí sinh của team Mai. Và có thể là Châu nghĩ những cái thử thách sau, team Mai sẽ không thực sự làm khó team của Châu. Bất kể chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái cách đi của mỗi mentor nó sẽ khác nhau. Và dĩ nhiên là cái lý do của Châu thì sẽ có người chấp nhận và có người không. Chị chưa biết cái chuyện này là tốt hay xấu, và cái mục đích của Châu là gì thì chị cũng rất là tôn trọng. Nhưng mà chị chỉ muốn nhắc Mai á, chưa chắc team của em giữ lại 5 người đã là tốt đâu. Việc mà để cho các bạn gắn kết hơn bắt buộc Mai phải làm việc nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn khi mà kết nối các bạn. Và hy vọng là những nỗ lực của Mai qua từng buổi coach cũng giống như là tập catwalk thì các bạn sẽ hiểu Mai, tin tưởng Mai nhiều hơn. Và chị Quỳnh Châu đã chọn team chị Mai Ngô vào vòng an toàn. Nhưng chúng ta không nằm trong danh sách của những team
có thành viên bị đưa vào vòng loại trừ. Chị làm tụi em. Hay không, hay không? Kết quả thì đã có. Và ngay bây giờ xin phép được mời huấn luyện viên Quỳnh Châu. Bạn sẽ đi cùng chúng tôi tới phòng loại để chờ những thí sinh sẽ bước vào vòng loại. Có nghĩa là mọi người vừa lấy đi một cái cơ hội của một người khác. Yeah. Cả năm người chúng ta cũng hay nên nói chuyện với mentor của mình nhiều hơn. Chị không muốn là với cái lượng thí sinh này là một cái gánh nặng cho chị nữa. Chị muốn mọi người phải bứt phá hơn, nỗ lực hơn nữa, phải hiểu được những cái gì chị đang nói. Chị nói tiếng Việt, chị không có nói những cái gì quá khó hiểu. Chị muốn mọi người thật sự work với chị hiệu quả. Chị nỗ lực hết mình để cho tụi em tỏa sáng. Thôi nín với em thôi. Em là một chiến binh và hôm nay là được ban giám khảo khen. Có mình em là thể hiện đúng cái team của mentor Mai Ngô thôi. Cố lên. Thôi team Mai Ngô, mãi mãi trường tổ. Mình cũng đã đạt được những cái gì mình mong muốn rồi nên mình rất là hài lòng. Đó là cái điều quan trọng nhất. Mình dễ sống. Với Tiên hôm nay, Tiên mình làm rất tốt. Nhưng mà luật chơi vẫn là luật chơi. Tiên buộc phải chọn hai cái tên. Tiên rất tiếc khi phải gọi tên chị My. Chị sao? Tuy nhiên, chị ơi, chưa trả lời đâu. Chứ không phải cuối cùng mà chị. Mình còn có câu hỏi thuyết phục ban giám khảo mà. Chưa chị ơi, nó cấp trời hết. Không đẹp rồi, sao người ta chọn mình được á. Em xin lỗi nhưng hai ngày vừa qua chị My đã rất là mất tập trung. Cái phần thể hiện của chị My so với những thành viên còn lại chưa đủ tốt. Nhưng em hy vọng rằng ngày hôm nay ban giám khảo có lời khen dành cho 3 trong 5 thí sinh của team mình. Và tôi nghĩ là 3 thành viên đó xứng đáng được an toàn. Đó là Sang, Nhi và chị Hồng. Không. Hôm nay với chị, em là một người diễn ra cái nét quý cô đẫm đảnh. Thôi, đừng như thế mà. My ơi, My. Trước khi bước vào, cần mọi người thật sự bình tĩnh. Nói hết nước hết cái, không còn gì để mất hết. Mọi người còn muốn biết Tiên Thắng là ai không? Có phải là team Quỳnh Châu? Mà mọi người cũng có thể tự suy nghĩ về kết quả rồi đúng không? Tại sao chúng ta lại phải vào đấy? Quyết định này thực sự rất là khó với Hoa. Mọi người thấy ai nên vào vòng loại? Và bây giờ xin chào mừng tất cả mọi người đến với vòng loại. Xin mời các thí sinh bước vào. Ai nên vào vòng loại? Chắc chắn là Hân rồi, nhưng mà thật sự là trong team á, ai cũng rất là tài năng. Và Hân cũng không mong muốn là ai phải vô với mình cả, mà vì cái lỗi của Hân mà phải thêm một thành viên nữa vào vòng loại. Hân thật sự xin lỗi. Và người tiếp theo, Shiza. Chị xin lỗi Shiza. Không. Tại vì Shinza là người Hoa cũng đặt kỳ vọng để cho bạn diễn first face. Khi mà bạn đi xuống cầu thang thì bạn vẫn còn hơi lúng túng. My bình tĩnh mạnh mẽ lên em. Đừng để chuyện cũ lặp lại. Cố gắng bình tĩnh. Và đây sẽ là lượt loại của huấn luyện viên Chiến Thắng. Vì sao các bạn muốn ở lại tiếp tục với chương trình? Để mà chia sẻ, thật sự em thiếu rất nhiều về một cái hình ảnh, một cái biểu tượng beauty queen. Tuy nhiên, một hoa hậu không chỉ là đẹp mà còn ở trái tim. Và em tin rằng em là một người có trái tim yêu thương. Em cũng đã sẵn sàng cho hành trình của mình. Em quan trọng những cái điều mình làm, những cái hành động của mình hơn là những cái lời nói. Cho nên em rất là sẵn sàng cho hành trình Miss International Queen Việt Nam 2023. Và em tin chắc rằng với sự sẵn sàng của mình, chắc chắn em sẽ làm được.
đây cũng là lần thứ 3 mà Sensa được làm phòng nguy hiểm rồi, từ vòng casting cho đến bây giờ. Hôm nay em đứng ở đây có lẽ là do một chút sai sót nào đó trong phần thể hiện của em tại phần thi vừa rồi. Cái quyết định của mentor em luôn vẫn luôn tôn trọng. Em muốn nói với chị là trong cả một quá trình, bản thân em có sai sót và em biết lấy cái đó để rút kinh nghiệm cho bản thân mình và phát triển nhiều hơn. Chứng minh chị rằng là em đang luôn cố gắng từng ngày tại chương trình Miss International Queen Việt Nam 2023 để khẳng định cái giá trị của mình và đem lại những cái điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng của em. Hiện tại em đang tham gia chương trình của mình, nhưng mà bên cạnh đó em cũng đang thực hiện hai cái dự án mà em đang cùng với lại các bạn của mình. Mình có một chút không hài lòng về bản thân mình lắm, tại vì vòng này dù gì đi nữa thì vẫn là một cái vòng mà đó là cái thế mạnh của Shinsa. Châu biết thế mạnh của Shinsa là catwalk, nhưng hôm nay trong thử thách catwalk team Quỳnh Hoa thắng, nhưng mà người thắng không phải là Shinsa. Thế mạnh của mình mở tập này mình cũng không thắng thì biết làm sao. Mọi người luôn bảo là Shinsa sẽ rất là mạnh, nhưng đó là kinh nghiệm của một người mẫu, nó không phải là kinh nghiệm của một beauty queen. Em đang cố gắng bẻ gãy mình từng ngày để có thể uống dẻo nhiều hơn để trở thành một beauty queen. Kỳ Hân, ngày hôm nay em đứng ở đây là do cái phần sai sót của em. Trước đó đã tập luyện nhưng mà em lại đi không đúng kế hoạch ban đầu. Nhưng mà em nghĩ rằng là bản thân em là một người mới, hầu như là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực trên sàn diễn thời trang hay là về nghệ thuật. Bởi vì bản thân mình chỉ là một cô giáo dạy tiếng Anh ở vùng nông thôn đó, là một người giáo viên, một người mà đã có một sự ảnh hưởng tích cực đến người khác, đặc biệt là học sinh của mình. Cái hình ảnh đó em đem đến MIQ Việt Nam để cho mọi người ngoài kia, cho dù là những người thuộc cộng đồng hay là không, thì mọi người cũng hãy nhớ rằng là cái giới tính nó là một cái khái niệm nó rất là phức tạp. Chính vì lý do này em mong rằng là chị cũng như là các vị ban giám khảo sẽ cho em cái cơ hội. Kỳ Hân á, là cho để ý từ tập đầu tiên, tấm hình của Kỳ Hân cũng không phải là tấm hình mang đến điểm số cho đội của Bùi Quỳnh Hoa. Tới ngày hôm nay thì Kỳ Hân lại sai một cái lỗi mà đối với Châu nó rất là quan trọng. Tại vì Châu cũng là một người mẫu trước đây, nên là Châu biết cái việc mà mình đi sai tuyến như vậy ảnh hưởng đến cả một tiết mục trình diễn. Verdict, first phase, các bạn diễn có cố gắng bao nhiêu, nhà thiết kế làm bao nhiêu, người ta chỉ nhớ đến đúng cái sai đó thôi. Rõ ràng em là thí sinh không có cái kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang. Mình không nói là mình không có kinh nghiệm được, đội của Châu có Trần Quân cũng không có kinh nghiệm. Đội của Tiên cũng vậy, đội của Mai cũng vậy. Đội nào cũng sẽ có người không có kinh nghiệm. Nhưng mình không thể nào mình bịnh vào cái chuyện không có kinh nghiệm rồi mình lý do cho cái chuyện mình sai được. Mi có muốn nói gì không? Em thấy là khi mà bước vào cái vòng này em không chấp nhận. Tại vì em thấy em cũng đã cố gắng rất là nhiều. Em thì không có muốn trình bày hoặc là giải thích mình đẹp hay xấu hoặc là hơn ai điều gì nữa hết. Em không có được tự tin, nhưng mà em tự tin ở đây là em có một gương mặt hoa hậu. Và hôm nay em đã bị make up thành một cái tông không có được phù hợp. Em chỉ mong ở đây có một cái sự gì đó gọi là công bằng, chính xác, thực tế, uy tín. Em chỉ nói vậy thôi. Và bây giờ sẽ là quyết định của huấn luyện viên Quỳnh Châu. Như Châu đã chia sẻ, sự tập trung là cái điều mà Châu rất cần trong việc bạn muốn chiến đấu. Tại vì các bạn đến đây là để giành vương miện, rồi lên sân khấu rồi em lỡ cái này, em lỡ cái kia, em thiếu kinh nghiệm, không ai thông cảm. Châu rất khắt khe với điều đó. Và vì vậy khi mà Châu thấy Kỳ Hân làm điều đó, thật sự cảm thấy rất tiếc cho đội của Hoa. Nhưng Châu vẫn tin rằng là cho dù bạn có đầy đủ yếu tố, cái mà ban giám khảo chấm đó là thái độ. Tới bây giờ Châu làm nghề bao nhiêu năm để Châu sống được tới bây giờ vẫn nhờ vào thái độ. Quan điểm của Châu là thái độ nhiều khi còn hơn cả trình độ nữa. Châu sẽ chọn loại bạn Mi. Bạn nói Mi thái độ là thái độ chỗ nào và ở đâu, bạn nói thử cho Mi nghe đi. Mi đâu có thái độ, Mi đâu có nói về chương trình hoặc là cái gì đâu. Châu nghĩ rằng là cho dù tất cả việc của mình như thế nào trên sân khấu á, mình phải biết cảm ơn tất cả những ekip đã hỗ trợ cho mình ngày hôm nay. Các anh chị đến đây làm không vì một cái gì cả. Mình biết là ekip không cần tiền, có nghĩa là mình là người được, còn ekip là người không được. Vậy mà mọi người vẫn làm cho mình ngày hôm nay thì Châu nghĩ là trước nhưng mà mình cho hỏi đi, ví dụ một ekip
tại sao make up cho mình liên tục trễ hơn người khác. Bạn có biết là khi bạn đi thi quốc tế, điều đầu tiên bạn cần phải biết là tự make up không? Điều đó mình biết mà. Thì đó, nếu bạn biết tự make up thì bạn không cần phải nhờ vào ekip. Và nếu bạn nhờ vào ekip rồi bạn không chỉnh sửa được, bây giờ bạn đổ lỗi cho ekip là sao? Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa? Quyết định đã được đưa xong, bây giờ tôi muốn hỏi dược sĩ Tiến. Anh là người đã trao cơ hội cho thí sinh Huỳnh My với một lý do rằng là anh tin rằng là đây sẽ là cơ hội để bạn thay đổi hình ảnh so với mùa 1. Ngày hôm nay anh có nhận xét gì? Anh nghĩ cái việc lựa chọn này là cho các bạn thêm một cơ hội thôi. Anh muốn cho bạn một cơ hội để làm lại cái hình ảnh mà bạn đã làm xấu. Anh chọn số báo danh 34. Anh tiếc cho em lắm My. Em cảm ơn anh đã loại em. Em cảm ơn tất cả mọi người đã loại cho em được sống tự do. Thank you so much. Rồi, xin mời em ra khỏi đây. Ok. Cho chị xin phép một chút nha. Thật ra chị hơi sốc. Và chị biết lý do vì sao mà rất nhiều người người ta không có thiện cảm với cộng đồng LGBT. Và vừa rồi chị đã được chứng kiến một trong những cái lý do đó. Đó là cái thái độ nó hơn cái trình độ. Các em đều nhìn thấy, và giám khảo ở đây nhìn thấy, mọi người đều nhìn thấy, các em chưa đủ điều kiện để có thể trở thành một Miss International Queen. Điều chị kỳ vọng của các em đó là các em phải thật sự năng lượng. Chúng ta phải làm thế nào để cho tất cả mọi người nhìn thấy rằng LGBT là những người có học thức, có nhận thức, biết lắng nghe, biết sửa chữa, biết nhận lỗi, biết cố gắng. Đó là cái thông điệp chị muốn. Cho phép Giang được chia sẻ với chị Hà lúc này và các giám khảo, và đặc biệt là phải chia sẻ với quý vị khán giả. Mùa 1, bọn em cũng đã trải qua một trường hợp tương tự. Nhưng mà rồi mỗi một thí sinh giống như bọn em ấy, cùng với tất cả bọn chị vẫn chung tay, vẫn tiếp tục. Cộng đồng nào cũng sẽ có người này người kia. Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, sau vòng thi này chúng ta tiếp tục, chúng ta tích cực hơn nữa, mang lại hình ảnh tốt hơn nữa. Cho nên là chính các em cũng không được chùn bước. Dù có bất kỳ ai họ muốn cư xử như thế nào cũng được, nhưng mà bọn em vẫn phải là những người cư xử chuẩn mực và tuyệt đẹp. Chị tự hào là vì ba bọn em có thể thiếu kỹ năng này, kỹ năng kia, nhưng rõ ràng ba bọn em có một cái thái độ rất là tuyệt vời. Em nghĩ đây là một cái bài học rất là quý giá mà em đã học được tại Miss International Queen Việt Nam. Các giám khảo hãy cho mình cái tên mà mọi người nghĩ rằng là sẽ phải dừng chân tại Miss International Queen Việt Nam ngày hôm nay. Xin phép được mời bắt đầu từ anh Sơn. Thực ra anh cũng muốn nhắn nhủ một điều thôi. Ngoài cuộc sống hay cuộc thi, ai cũng có những lúc thất bại. Thậm chí các em đã chịu rất là nhiều thiệt thòi. Tại thời điểm này các em sẽ cảm thấy mình bị rớt xuống đáy vực, đúng không ạ? Nhưng có một câu nói này: thế may mắn khi chúng ta ở vực thẳm, đó là chúng ta sẽ có chỉ duy một con đường, đó là tiến lên. Bất cứ thí sinh nào ngày hôm nay dù có kết quả như nào thì hãy lấy đó là con đường tiếp theo của các em để loại ra một người. Thì anh sẽ xin chia tay bạn Đan. Dù như là người năm nay ngồi vào chiếc ghế nhân ái của chương trình, nhưng mà không phải lúc nào cũng dự án cộng đồng và nhân ái để có thể đưa ra lý do cho bản thân. Cái gì cũng vậy, đúng thời điểm thì nó mới có giá trị. Như xin chọn ra cái tên mà mình sẽ loại trong ngày hôm nay. Kỳ Hân. Anh hơi thất vọng về Hân ngày hôm nay, kể cả phần thực hiện thử thách của em. Anh nhìn về cái năng lượng, cái ánh mắt của em nó mệt mỏi, nó không có được như ngày đầu tiên nữa. Và kể cả hôm nay khi em đứng ở vòng loại, em cũng như vậy. Em không có được cái khả năng phản biện thật tốt như những gì em đã làm với ban giám khảo ở cái vòng casting mà khiến anh và Giang và cả chị Lucas phải wow vì em. Em có thể tỏa sáng trong một khoảnh khắc, nhưng với một cuộc thi dài thì có thể em không giữ được điều đó. Cho nên với anh thì hôm nay anh chọn em, Kỳ Hân. I want to ask you a question. Why did your mentor send you here today? Lý do mà huấn luyện viên đưa em vào vòng loại đó là vì do em vấp trong phần thi thử thách chính. Your mistake, it can happen to everyone, anyone, right? But I know a lot of the judges said that your fire was not seen today, but I disagree.
I think that you overdid it because I was watching you. Anyone can fall, anyone can slip because the shoe, the heel, you know, which is normal. But forgetting the pattern of what you rehearsed already, you didn't fall down on the floor. So I don't think that's that bad. But for you, hearing you speak, watching you on the stage today, looking confused, like you didn't know where you were, you didn't know where to go, and then listening to you here today while you were answering the question, you still were going, speaking around in circles, confusing, not answering the question, and just didn't understand what you were saying. So my vote is to cut her. Thứ nhất là đối với trường hợp của Kỳ Hân, cái vẻ đẹp mà chị nhìn được ở em đó là vẻ đẹp về mặt tri thức. Cái nữa là khả năng hùng biện của em, cái cách bảo vệ chính bản thân mình. Vì em là cô giáo mà, em phải thể hiện rất là rõ ràng rằng tôi là người có học thức, tôi là người có kiến thức. Nhưng chị thấy vừa rồi chị hơi thất vọng rằng em cứ ấp úng, em cứ lòng vòng, em không trả lời được. Rồi tiếp theo nữa là bạn Đan đúng không? Chị rất thích cái cách em catwalk, cái sàn, cái bước đi của em với những cái điệu bộ rất là happy. Đó là năng lượng của cả chương trình. Còn Sisa Phạm, chị thật sự muốn rằng là em hoàn thiện nhiều hơn nữa. Ôi. Khó. Sao thôi em thôi. Em ở lại xem gì. Vậy thì cái vote của chị là Sisa Phạm. Khi chị Hà vote cho Sisa thì dù bây giờ Giang vote cho ai thì người bị loại cũng là Lê Kỳ Hân. Thì xin hy vọng rằng đây sẽ là một cái gì đó đánh thẳng vào tâm lý của mình để mình có thể thức tỉnh và phát triển nhiều hơn. Và chị mong Hân hiểu một vấn đề rằng là cho đến giờ phút này, Đan vẫn đang là người giữ cái pose beauty queen đến tận giây phút cuối cùng. Còn em đã buông nó ngay từ khi em bước chân vào đây rồi. Nhưng mà chị tin là đã có những khoảnh khắc em đã để lại được rất nhiều giá trị tốt đẹp trong lòng khán giả. Và ít nhất em cũng đã viết được một phần nào đó cái sứ mệnh của mình với cái thông điệp mà em muốn truyền tải. Cho nên là chị nghĩ là em vẫn có thể ngừng cao đầu với cái hành trình này. Và chương trình sẽ phải chia tay em ở đây. Cảm ơn chị và cảm ơn ban giám khảo. Từ tận đáy lòng của em thật sự cảm ơn ban tổ chức đã làm ra một cuộc thi ý nghĩa như vậy. Đây chính là cái nền tảng giúp cho tất cả các bạn chuyển giới có một nơi để có thể tỏa sáng bằng tất cả những gì mà chúng ta có, để có thể chứng minh được rằng là những gì người bình thường làm được thì những người chuyển giới cũng làm được. Xin mời DC. Rồi, các em có biết là có chuyện gì xảy ra trong vòng loại? Không. Thái độ vô cùng kinh khủng của thí sinh khi mà bạn nghe tin kết quả. Tôi xin lỗi Tiên, nhưng mà Châu nghĩ là Tiên sẽ đồng ý với quyết định của Châu. Vì thái độ của My ở trong phòng loại hồi nãy thật sự không chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Châu nghĩ là Tiên cũng rất vất vả để làm việc với bạn. À, đó là quyết định của chị Châu và em không cần gì đâu. Thực sự điều đó nó rất là đáng tiếc. Chị muốn nhắc tất cả thí sinh còn lại đó. Sẽ chỉ có một người chiến thắng cuối cùng. Không lẽ lúc nào bọn em cũng sẽ cư xử như một người thua cuộc. Cái này các huấn luyện viên hãy đồng hành cùng với chương trình. Song song với cái việc dạy về các cái kỹ năng để trở thành một viên quy, hãy luôn luôn nhắc nhở các bạn ý về một thái độ. Bác giám khảo giữ lại Đan. Bởi vì bạn ấy có một cái thái độ vô cùng tuyệt vời. Mặc dù bạn ấy không xinh đẹp như tất cả các em nhé, nhưng mà bạn ấy chống tay và đứng như một beauty queen từ đầu đến cuối và chiến đấu đến những cái giây phút cuối cùng. Em là một chiến binh thực sự của gia đình International của Việt Nam. Rất là hạnh phúc và giám khảo đã cho em hiểu thêm về bản thân mình cũng như là những cái bài học đắt giá khi mà em vào vòng loại, và em cực kỳ biết ơn về điều đó. Với luật chơi đầy khắc nghiệt, cuộc đua đến danh hiệu cao nhất trong MIQ đã phải nói lời chia tay với ứng viên sáng giá. Cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương Thiên Ý Phạm Ma Khỏe Từ Gốc đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Vương Miện Jessica Jewelry Hào Quang Thật từ Đá Quý Thật đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn thương hiệu Vân Anh Scarlet, thương hiệu trang Boost đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Bạch Kim Siam Thái Lan, đơn vị hàng đầu về hút ký mỡ và thẩm mỹ body đã đồng hành cùng chương trình.
Với công nghệ Body Z In Body hiện đại hơn, an toàn hơn, cùng đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, giúp giảm mỡ nhẹ nhàng, nhanh chóng. Giảm mỡ đúng nơi, dạng người, sắc vóc. Viện thẩm mỹ Sang Thái Lan, đơn vị hàng đầu về khúc cấy mỡ và thẩm mỹ body. Tập tiếp theo trong MIQ Việt Nam, top 16 ứng viên xuất sắc nhất tiếp tục cuộc hành trình chinh phục vương miện với những ước mơ lan tỏa yêu thương và khát khao được ở lại đôi lúc trở nên quá xa vời. Em là một người thuyết trình, đừng phụ thuộc vào cái slide. Ta đang có chỗ ở nhà, ta yên lành, em năn nỉ người ta về đó ở chi cho nó mệt em vậy. Số tiền đầu tư của Như dành cho đội của huấn luyện viên Thủy Tiên sẽ là... Tiền đầu tư chỗ này nó phải 1 triệu đô, em mới ra được. Chị sẽ đồng ý là đầu tư cho các em đủ 200 triệu.